cho cả nhà. Cắt chốt cái gì vậy ta? Nãy giờ nó quá trời mà chưa kiểm tra được nữa. Quốc gia rồi. Xanh mì sushi 1 à. Xanh mì sushi 1. Chà chà, bây giờ khách chốt đồ quá trời luôn mà không có kịp rep tin nhắn à. Kim Thiên là trắng hồng đen da và đen, bốn bộ bốn màu. Uống nó đã. Hôm nay mọi người gần với em không? Hết chỗ ngồi. Mọi người thấy em ngồi trên cái gì không? Hai bao đồ. Không còn chỗ để ngồi nữa. Rồi, đây. 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 À, đi xuống. Duyên Phạm nè. Duyên Phạm là hai cái khoác khoác của em bán như ta. Khoác gân. Sale là còn 85, 95 đúng không? 95 sale xuống còn 85. 99 hả? 95 à. 95. Nó 99. 95. Bác cam cái xương nè. Ừ. 99 chị vớt xuống cùng 85. Duyên là màu đen với màu gì quên rồi, Duyên nhắc lại giúp chị cái gì. Có khoác chị tiền mộng. Trời ơi khoác này về đẹp lắm. Chết cha Nguyệt cho không nhắn. Có chip luôn rồi, không nhắn cho Mai trước. Mai hỏi đi địa chị cũ hay sao đó. Ờ là Mai tưởng địa chị Hậu Giang. Chết rồi. Đen với mẹ, xanh với xám hả? Khoác đá hả? Có đó Trần Lê Thanh Thanh. Cả nhà ơi sao lại giùm em nha, xả bơm đi. Nên Mai xả bơm đi ha. Là em lấy màu đen hay màu xám, ok. Rồi giữ hai tờ giấy thì chút mà bỏ khoác đi cho mấy Duyên Phạm. Tí xíu mà lên khoác nha, khoác nhiều màu lắm cả nhà. Lên hết màu đi rồi cả nhà hãy lựa nha. Tí xíu mà lên khác. Quần lót về luôn rồi. Trần Lê Thanh Thanh là ai ta? Quần lót về luôn rồi, quần lót đã lắm. Đang mặc ở trong người. Về là xử liền luôn. Lót đã lắm, mặc đã lắm, su mát cực kỳ luôn. Lộn giá đó, đáng lẽ là 95 á, mà nó báo lộn 90, mà bản 90 luôn. Bơ sữa chưa chị? Hôm nay mới có gấu rồi chị ơi. Hôm nay bé Mai mới có gấu thôi. Chung với Gia Hân Lê Hoàng à? À. Dạ em là Gia Hân Lê Hoàng. Rồi rồi, khoác đợi Mai xíu nha, khoác nhiều màu đẹp lắm. Cả nhà đợi Mai lên cái đã. Cho chị hàng bơm đi. Hàng bơm, cục bơm. Có cục bơm của Nguyễn Thi Băng gì đó. Cuốn cục vàng đó, đó, cái áo đó. Thôi, tỏ trả hàng cho người ta. Lót 90 à, 10 cái 90, đã lắm.
sung, sung đúc. Vậy hả chị? Thiệt hả chị? Trời, mấy bộ em rầu lắm, mấy bộ em mụn quá trời á. Mấy bộ em mụn quá trời, đâu có dám xài cái gì đâu. Rồi rồi, tí xíu mai chốt nha. Tí xíu đi, tí xíu mai chốt. Tí xíu mai chốt lót nè. Có nhiều chị comment trên bài viết mà chưa có để nữa nè. Để tí xíu rồi mai like lót luôn ha. Có sẵn hết đó nàng ơi. Từ từ, bình tĩnh. Rồi xả bơm nha, mọi người share like giùm em với. Chị nào mà có hiển thị nút chia sẻ mai mới chốt nha. Xả bơm này, chị nào có hiển thị nút chia sẻ mai chốt, chia sẻ 3 lần giùm em nha. Chia sẻ 3 lần giùm em mai đi với chị. Bơm nè, bơm lần cục như thế này đây là đau lòng. Có khoác Diễm Thơ, có khoác. Thôi đi bà nội, tôi bơm một cục, tôi xả một cục này tôi muốn chết rồi. Nó hốt một đống cho em xả luôn kìa. Mọi người coi, nói chung là hôm nay nhiều hàng lắm mọi người. Đây, bộ bé. Trời ơi, bộ bé quá trời luôn. Bơm có 70 em đã chữa cái dòng họ như đó cho em cào nhẹ. Bình tĩnh em. Là cái nghề này hả, là phải vậy. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Mình bị bơm thì thế nào mình cũng được khách mới, khách thương thôi. Chả có sao cả. Sếp bé nha, bộ bé khỏi phải giới thiệu nhiều nữa ha. Chất là chất cô Tông Thái xịn sò, bao xịn luôn. Quần là bo chân phía dưới nè, chạy viện 2 sọc cho Mai nha. Rồi sếp bé, mấy chị biết mua sếp này thì biết rồi ha. Quần lót hả? Tí xíu nữa nha, tí xíu nữa Mai chốt cho. Tí xíu nữa Mai chốt quần lót cho. Quần lót về 1.000 cái chắc được 100 set á. Từ từ, bình tĩnh. Ok, con set này cho em Mai với chị. Cái này là dưới 35kg vừa cho Mai nha. Huỳnh Như, Huỳnh Như 608 đi đâu chứ ta? Bữa giờ quên mất tiêu rồi. Rồi, con này cho Mai. Đó cho Mai, con này là mã gì đây ta? Xả cho mấy chị 55.000. 55.000 cho em xếp bé thơm dưới 35kg vừa nè. Em nhớ là mới gửi hôm qua luôn. Ừ, đi nhanh lắm. 55kg vừa cho Mai nha. 55kg vừa, ở dụ dưới 35kg vừa xả 55.000. Xả 55.000 cho em, chốt giùm em mã bơm. Xả bơm 1. Chốt giùm em Mai xả bơm 1 giùm em. Chốt giùm em con này là xả bơm 1 nha, xả bơm 1. 55k. Trời ơi lỗ luôn á. Lỗ quá trời lỗ luôn mấy chị ơi, lỗ mấy chục ngàn set á. Rồi, lên cho em mã xả bơm 1. Xả bơm 1 cho em Mai, xả bơm 1. Xả bơm 1 với chị Huyền Trân. Xả bơm với chị Huyền Trân, ok chị yêu. Ok rồi, con này cho em Mai với chị nha. Đó, quần bo chân thì Mai chất xịn lắm. Con này em cổ tròn, tay dài nhé. Con này cho Mai tay dài nè. Tay dài viền, ở dưới chân nó có viền bo như thế này ha. Rồi phom này cho Mai dưới 35kg vừa luôn. Dưới 35kg vừa cho Mai luôn. Rồi lên cho Mai con này là xả bơm 2. Phom này là 25-35kg vừa không à. 25-35kg vừa cho Mai xả bơm 2. Xả bơm 2 chị Kim Thiên. Ok chị Kim Thiên xả bơm 2 nhớ mấy chị. Mấy chị nhớ chia sẻ cho em Mai nha. Chị nào không chia sẻ mấy Mai không chốt rồi ạ. Giống như Hồng Thảo nè, chưa chia sẻ cho Mai nha chị ơi. Chia sẻ cho Mai với, chia sẻ cho Mai với nha cả nhà. Xả bơm 2 cho em Mai. Rồi Mai chốt cho chị Kim Thiên rồi ha. Con này Mai là xếp quần váy nha. Con này cho Mai là xếp quần váy. Ở còn xếp bé nữa Mai lên coi. Còn xếp bé Mai chốt luôn lần này. Hết xếp bé rồi. Nó sẽ bé rồi cả nhà. Con này cho Mai là set quần váy giùm em. Quần là có túi cho mình luôn. Set quần váy cho em, quần có túi nè. Form này cho em Mai là 60kg đô lại vừa. 60kg lại vừa. Đồng giá cho em Mai luôn 55.000, 95.000 xả luôn, 90.000 xả luôn, 55.000 con này. Rồi lên cho Mai con này là xả bơm 3. Xả bơm 3, form từ 45-60kg. Set quần váy nha. Form từ 40-60kg vừa. Con này cho em xả bơm 3. Xả bơm số 3 giùm em. Xả bơm số 3. Rồi xả bơm 3 chị Hồng Thảo. Em chào chị Nguyễn Nhung ạ. Mới chào cả nhà. Xả bơm 3 cho chị Hồng Thảo. Ok. Xả này em bán
Cái này mới bán 100.000 nè mấy chị ơi. Con này mới bán 100.000 luôn. Đồng giá cho chị 55.000 luôn. Dạ lâu quá không gặp chị. Rồi set này cho em ai mấy chị nha. Set quần dài áo cô tông thái xịn sò. Bơm này cho em ai là 45-62kg vừa. Lên em ai này là mà xả bơm 4 giùm em. Rồi xả bơm 4 45-60-62kg vừa cho em nè. Đồng giá 55.000 cho em ai hết luôn ha. Lên em ai con này mà xả bơm 4. Xả bơm 4. Bơm 4 cho chị Lệ Suka nè. Ok Lệ Suka có xả bơm 4. Tiếp theo rê luôn á. Rồi một cái quần ngố. Một cái quần ngố hung là bao dày bao xịn nha. Con này cho em quần ngố hung bao dày bao xịn luôn. Có túi phía trước nè. Chạy một viền sọc bên hông giùm Mai ha. Con này cho Mai là form từ 45-60kg vừa. 45-60kg vừa. Huỳnh Như hả? Huỳnh Như em ở tỉnh nào? Em nhắn cái địa chỉ qua giúp chị ở cái xã với cái tỉnh đó, chị biết đi thôi hay chưa là chị biết liền à. Rồi con này cho em là xả bơm 5. 45-60kg vừa cho Mai nha, xả bơm 5 mấy chị nha. Xả bơm 5. Ủa Cà Mau đi đơn được bà ta? Chắc hình như đi đơn rồi á. Xả bơm 5 mấy chị Nguyệt Trần. Nguyệt Trần có xả bơm 5. Ủa sao tạo phí thất bại hoài vậy? Em tắt máy giùm chị coi. Cái đó. Tắt máy. Rồi. Rồi lại. Kệ ta. Trời ơi, đừng nói hôm nay đồ gì nhiều mà mấy chục chặt nha. Thiệt á, buồn á. Buồn lắm luôn á. Cái gì đây? Còn thoại nào để em xin bóp luôn ta? Cái này in được không mọi người? Đợi em xíu nha. In chục cặp. Mấy in chục cặp rồi. Chị bóp. Rồi, bị lỗi. Cái Supana ghê trời. Mấy em bị lỗi mấy chị. Trời ơi. Bơm 5, bơm 5 ghi Nguyệt Trần. Nó không coi được số điện thoại luôn đó. Số 6 hả? Cảm ơn mọi người đã tặng em sao. Cả nhà đợi xíu nha, không quên xíu được, không thấy số điện thoại luôn. Em ghi Nguyệt Trần đi, để riêng ra cho chị đi. À, em bụng bự rồi chị, dạ nay hả đứng lên ngồi xuống nó thấy khó chịu rồi. Em vậy chứ ngoài thường á người ta bầu con trai là da nó sạm á, em cũng bị sạm á, em cũng bị sạm á. Quần này đẹp quá. Viền sọc logo Chanel cho Mai nha. Con này cho Mai xả bơm 6, 45-60kg vừa luôn. Con này cho Mai là 45-60kg đồ lại vừa nha. Xả bơm 6 giùm em nè. Mọi người lên giùm em kèm 3 số điện thoại nha. Lên giùm Mai kèm 3 số điện thoại với. Mai không có thấy được số điện thoại của mọi người. Không in được và cũng không thấy số được luôn. Xả bơm 6 cho em Mai với chị nha. Xả bơm 6 cho Mai đồng giá 55. Nãy có ghi giá 55 không bé? Rồi xả bơm 6 kèm ba số đuôi với. Xả 6. Dạ bé trai nữa chị.
bé trai đó chị Vi Phạm ơi, đã bơm sáng cho Nguyễn Ti 510 nè, thiệt là đau lòng, thiệt là đau lòng. Một cái đầm cho Mai ạ, một cái đầm của Chin, đầm này free size nha, Mai không báo số ký nha, con đầm này dạng free size, Mai không báo số ký nha cả nhà. Đầm của Chin nè, hàng Latin xịn sò nha, mấy chị mặc ở nhà hoặc là ngủ á, nó rất là bán và rất là thoải mái luôn ha. Một đơn không đi đâu hay sao vậy chị Thanh Châu Trần, em có lượt thêm gì không để Mai chị đi cho mình luôn nè. Đây vừa hôm qua chị mệt á, cho nên hôm qua chị ốp, hôm qua không có chút đơn được nhiêu hết, qua mệt nên ốp ha, cho nên mấy cái lẻ một cái không có gọi. Sao bảy cho Kim Thiên 035, sao bảy cho Kim Thiên 035, vậy là có hai anh hai có bạn đi chơi rồi. Dạ họ lấy cho em hỏi nói là thích em trai hay em gái, nó nói em trai đó, đúng ý nó luôn á chị, đúng ý của ảnh luôn, ảnh thích em trai. Chơi với con gái không chơi được, chơi con gái chơi búp bê anh hai không có chơi được anh hai chơi đồ hàng với em được, không có chơi búp bê được. Rồi con này cho Mai mấy chị nha, con này cho Mai là xả bơm 8, cái đầm màu hồng sọc dễ thương ghê chưa, đầm giá 55.000 cho Mai hết luôn nha cả nhà. Xả bơm 8 cho Mai con này ha, hôm nay nhiều lắm, trăm rùi ơi, nhiều đồ lắm, đồ bộ, áo khoác, áo thun, cái gì cũng có hết. Xin cho Mai con này xả bơm 8 nha, xả bơm 8 cho con này nha cả nhà. Xả bơm 8 chị Nguyễn Hằng 893 nè, được chưa, chưa được luôn. Nguyễn Hằng 893 ok chị, Nguyễn Hằng 893, cái này hên xua Mai rủi đi. Áo này em bán 60.000 nè, 60.000 xả 55.000 hết xua Mai rủi đi ha, xả lòng giá đi cho nó khỏe nè. Rồi con áo Adidas chị Mai nha, bơm này cho Mai là 60-62 cái loại vừa nè. Nguyễn Hằng 893, 45-60-62 cái vừa cho Mai con này. Adidas áo đẹp lắm, áo đáp rất là đẹp nha. Xả bơm 9 cho em, xui đi chị ơi mình bằng xui đi bơm chín cho Duyên Phạm. Dạ. Rồi ăn luôn đi, định mệnh đi. Duyên Phạm cộng Linh Dừa được rồi. Trời ơi, à cái con set này hả, set này cho Mai là vải satin nè, con này vải satin cho Mai, quần không có túi ha, nhưng mà phơm tay cánh dơi thoải mái lắm. Phơm này 60-62 ký qua đầu vừa, trời ơi set này bán 99.000 lần đó. Lên mà cái này mà là xả bơm, mấy chị comment trước nhiều quá, đọc mạng ngẫu nhiên nha. Xả bơm 20 giùm em, đồ em mặc em chưa bán, tí xíu em lên chị yêu ơi. Xả bơm 20 để em ủng hộ nha, là mình khỏe vui bán đất. Em cảm ơn chị yêu Vi Phạm nhiều nói chung là có nhớ tới em Mai lên hỏi em Mai là em Mai vui rồi, cảm ơn chị yêu nhiều nha. Xả bơm 20 cho em Mai ạ. À, xả bơm 20 cho Kelly Nguyễn 877 đi, đi. Kelly Nguyễn 877 Kelly Kelly, để tao đọc tiếng Anh mà đổ qua tiếng Việt nữa. Kelly mới chịu, Kelly không chịu 877. Ok, bơm 20 cho Nguyễn Kelly Nguyễn nè. Tiếp theo cho Mai màu da, chỗ cái set này hồi bữa là hot lắm luôn nè, 40-60-62 ký vừa nha, phom dơi nha, đẹp lắm, Mickey set này hôm trước rất là hot. Con này cho Mai là xả bơm 55, con này cho Mai là xả bơm 55, nhớ chị nào có chia sẻ mới chốt nha. Xả bơm 55 cho Mai con này, set này mặc đẹp lắm mấy chị ơi, vải lụa xịn sò, nó có nhiều form đó, form nhỏ cũng có, form lớn cũng có. Tí xíu Mai lên, đây là cho Mai xả bơm 55, mã 55 mấy ạ, đừng 21 comment trước nhiều quá. Xả bơm 55 cho Mai nha, Mai sẽ ưu tiên chị nào comment trước đầu tiên bộ mặt có lên nha chị Vân nha. À, Hoài Bảo là Diệp Minh Hiếu hả? Hoài Bảo là Diệp Minh Hiếu đúng không? Nó không có lưu được. Trời ơi. Xả bơm 55 cho chị Cúc Kim. Cúc Kim. Cúc Kim khỏi số. Rồi mã cuối cùng. Đang tới đây. Mã cuối cùng nha cả nhà. Đó, em xuống đi rồi đi dẹp nha, không biết đâu. Chưa gì hết mà. Lanh chanh.
Màu áo cuối cùng màu này đẹp nè, màu xanh rêu nè, 40-62 vừa. Xanh rêu giùm em. Con này cho em là xả bơm cuối. Mã cho bài là xả bơm cuối. Xả bơm cuối cho em. Cúc Kim có mà, Cúc Kim mã 55 của chị đó. Con này cho bài là xả bơm cuối, em đọc lộn xộn với chị Yến Nhi. Xả bơm cuối em thấy chị Hà An ạ. Xả bông cuối cho em Mai nha. Rồi mày dẹp cái đống này cái đó. Tăng tăng tăng. Cái chó là cái chó là khoái. Ờ à, đó. Ok. Giờ sao đây? Anh không được giờ sao đây ta? Bông cuối bên đi Vũ. Rồi chưa chốt hả? Thấy Nguyễn Giang nè. Rồi ai xả bông cuối đây à? Mi Mi Phạm đơn hàng được không? Ơi không quá, hình như đi rồi mà Mi Mi Phạm. Hình như đâu em chị đi rồi mà ta. Em thấy chị Hà An ạ, xả bơm cuối. Xả bơm cuối. Xả bơm cuối chị Trúc Giang nè. Trúc Giang cho em 3 số điện thoại Trúc Giang ơi. Trúc Giang cho em ai xin 3 số điện thoại ạ. 55.000 á chị. 55.000 đồng giá nãy giờ. 02852. Mọi người đừng ao ra nhé. 19002852. Ok Nguyễn Tây. Đây người xin luôn bình tĩnh, thận trọng và điều chỉnh thói quen thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19. Cứ phí liên hệ của đời số 1900 này là 2.000 đồng một phút. Cái này cũng ta chốt rồi em ơi. Ờ em ơi sao chị vô tạo đơn không được? Chị đang sử dụng cái máy tính. Chị hỏi em. Ờ nó ghi là tạo phiếu thất bại. Nó ghi tiếng Anh nhưng mà authorization behavior delin gì đó. Cái Zalo chị đang like rồi. Điện thoại có số điện thoại đây không? Nghe điện thoại được không? Gì hả? À, 0919 983838. Đúng rồi. Ok. Dạ, ai vậy chị? Ngày nào không thấy mặt bầu là buồn. Cái phần mềm nó đang bị lỗi rồi, cả nhà đợi em xíu nha.
Alo. Em ơi chị áp cho lô đó mà không biết trả lời. Trả lời sớm chị, tại chị đang làm. Sốt vào bộ đuổi đuôi hả? Dạ em cảm ơn chị Dương Nguyễn. Còn áo nào xanh dạ quang không chị? Còn áo nào xanh dạ quang? Còn lúc mấy cái xanh dạ quang chị? Còn có kiều. Tắt áp mà lại tự đơn lại với em. Tắt áp. À, gọi áo hình trâu à. Cái đó không nào nữa hơn. Dạ. Lê nhàng, hình như chưa. Chưa gọi đúng không người đẹp. Rồi Cúc Kim về rồi á chị. Chị lấy bao nhiêu chị chốt cho đây giúp em luôn nè. Lót về rồi chốt bao nhiêu cho đây giúp em ạ. Anh được chưa? Ô hú hồn vẫn được rồi. Rồi trả. Ai mới chuyển khoản cho 500. Dạ. Bo luôn hả? Sướng nhỉ? Ok. Con nguyên liên. Em thấy cái bàn vô 500. Ngân hàng nó có hình ngôi sao, xéo xéo quá. Trúc Giang. Bà Trúc Giang đâu rồi? À 116. Đây. Áo này còn này Phan Ngọc Yến chưa chị? Có lựa thêm gì mà em đi luôn nè. Set chip. Set chip em mai còn 90 set đây thôi. Ủa 99 set chứ, đúng 99 set. Mấy mai hốt set rồi. Áo này giùm mai nha. Đây. Áo này còn màu xanh chuối có này à. 50.000 nè. Form này free size 45-65kg vừa. Nè. Áo này 50.000 nha. Còn màu chuối còn có màu này, mẫu này thôi. Còn lại hết rồi. Set chip cho mai mấy chị nha. 10 cái em nói thiệt mấy chị á. Nó đã lắm. Mặt nó đã cực kỳ luôn nè. Chốt của nó là chốt thun lạnh nha. Con này su nè. Nè. Siêu co giãn giùm mai mấy chị form to. Form này là 65-67kg vừa cho mai luôn. Nè. Đẹp lắm. 50-65-67kg vừa. Rồi áo 50 chốt ai đây? Còn mấy cái ra? Hồi trước còn mấy cái? Chuối hả chị? Hồi nãy hỏi trước nè. Xét chế cho em mấy chị nha. 50-65-67kg vừa. 10 màu. Chốt cũng là chất su mà su dày nha, hàng xịn sò. Mai bán lộn giá đó, đáng lẽ là 95.000 mấy bốn báo bữa báo giá lộn có 90 à. Rồi bán 90 luôn, 10.000. Ơ lộn 90.000 một set 10 cái. Nè, màu của nó nè. Nè, đó màu của nó nè. Đó. Màu của nó ha, đủ màu ha. Rồi. Mình đặt ở trong mà, miễn sao mà nó đẹp và nó xịn là được rồi ha. Mặc ở trong mà, màu đâu quan trọng đâu. Trên 50 và dưới 65-67kg vừa. Em mời có 3 cái áo. Chuối chị Trúc Nguyên, chuối cho Kiều Nguyễn, chuối cho Diễm Thơ. Ok. Rồi xét chip cho Mai nè. Xét chip em đếm với chị số nha. Nó không đủ á. Mình còn 99 xếp á. Rồi ok, Cúc Kim có luôn nha. Chị Yên Nhi nè. Chị Cúc Kim 2 nè. Chị Xuân Nguyễn 2 nè. Bên đi Vũ 1 nè. Nana 2 nè. Chị Phương Tuyền 1. Thành Ngọc 2. Nana thêm 3 là 5 nè. Trần Lê Thanh Thanh là chọn với lại Gia Hưng Lê Hoàng đúng không? Thêm 3 hả chị? Ờ thêm 3. Đếm giấy được rồi.
chị in bao nhiêu cái thì bao nhiêu giấy. Trần Lê Thanh Thanh áo ngực em hết. Bên đi Vũ ok. Ngô Thị Thiện có nè. Hồng Lan Đỗ Linh Nhi có. Ngọc Anh Nguyễn có. Thảo Linh có sách chip. Tu này may ép. May á chị. Trúc Nguyên 1 set. Lê Nhàn 1 set. Cúc Kim thêm 1. Cúc Kim thêm 1 rồi, Nana 5 rồi. Chị Phan Thị Phương có. Dương Thu Lan có. Vi Tới có. Ý Nhi có rồi. Đây có bộ lụa Nguyễn Huệ có. Mỹ Hảo 2 có. Xét 90.000. Trần Lê Thanh có rồi. Có Xuân Nguyễn. Linh Nhi thêm 1. Rồi xét chip cho em nha. Chị nào mà chậm là hết gánh chịu. Ủa quên rồi, chị lấy 3 set cho ai nữa nè. Lấy cho 3 người rồi. Vậy là còn 96. Còn 96 set. Bảo Trương Bảo Ngọc 1 set chip. Sáng nay em nói với chị mua để dành để mặc đi. Con này ở ngoài mua 25.000 một cái. Nè. Con này ở ngoài là mua 25.000 cái. Mấy chị nhìn cái đường may giúp em nha. Mấy chị nhìn cái đường may giúp em nè. Ở ngoài nè, ở trong là nó vắt sổ mà nó vắt rất là kỹ luôn nè. Đây nè, nó vắt là kỹ chứ không phải nó may sơ sài đâu. Nó vắt là kiểu như là không có bị bung ra, mấy chị thấy không? Đó, không bung ra nổi luôn á. Nó không có bị tét, không bị lộ nè. Đó, thấy chưa? Dày lắm, dày rất là đẹp, xịn lắm. Nói chung là trên 50 và dưới 65, 67kg vừa, thoải mái cực kỳ. Có anh Henny, chị Thu một set nè. Chị Phương Tuyền thêm một nè. Này hồi nãy em đặt đồ có không, chị Hoài Bảo đặt gì ta? Diệp Minh Hiếu đặt gì con ơi? Rồi. Ngọc Nhi một set. Lệ Suka một set. 90.000 một set 10 cái, chính cho mai 90.000 một set nha. Chị An Nhiên Đào một set. Ti Bích 2 set nè. 90.000 một set 10 cái cho mai đủ màu. Đẹp lắm. Chất su nè, mặt mát cực kỳ nha. Nó không phải là nó chỉ ray phía trước thôi. Form này to đó. Form này phải tầm 47-48 độ lên á. 47-48 độ lên á, 40kg không vừa đâu. Trần Hằng một set ok, Mỹ Hảo có rồi. Trà Lê một set ok nè. Đúng rồi, Cúc Kim tổng cộng của chị 3 set đó Cúc Kim ơi. 90.000 một set cho em mai nha. Chất su xịn, hàng thanh lý của công ty, rất là đẹp luôn. 65-67kg vừa cho em mai luôn nha mấy chị ơi. Con này là su đúc nha. Su nhưng mà nó may nè. Lớp ló bên trong của nó nè. Dày lắm, đã lắm. Mọi người mua cái lẻ này ngoài tầm khoảng 25-30.000 ha. Cái này mai bán set 10 cái đủ màu. 10 cái đủ màu cho em mai là 90.000 thôi. Tính ra có 9.000 cái à. Chị Mai Quỳnh một set ok chị. Đẹp lắm. Màu của nó đây cả nhà. Đó. Xanh đen, trắng, hồng, đen, nâu da, tím, đỏ. Có set nó hai màu đen nữa. Rồi. Chị Hà Huỳnh một set. Chuẩn bị lên Lý Lê, chuẩn bị lên xích gấu. 90.000 một set cho mai mấy chị nha. Chất su xịn giùm mai, rất là đẹp. Chị Thùy Nguyễn một set nè. Con đẹp lắm, con này là tầm 47-48 độ lên. 47-48 độ lên nè, 65-67kg lại vừa giúp mai, size to nè. Trần Lê Thanh Thanh thêm một set nữa ok nè. Size to nha, ren là bao đẹp thoải mái luôn. Tiếc quá không vừa. Trúc Nguyên 041 một set ok người đẹp. Rồi. Con này là vận chuyển về là mai phải bán giá 95 á, mà hồi bữa báo lộn giá 90, bán đại 90 luôn nè. Thiền La Di một set ok. Chốt cho em một set hoặc hai set cho mai nha, mua để dành đi cả nhà. Cái này mà mình mua Mỹ Hảo có rồi, cái này mà mình mua mình để dành 1 năm sau, 2 năm sau mình lấy ra mình mặc vẫn được, không sao hết, chả vấn đề gì hết nè. Nếu mà lâu lâu nó mới được có lô rẻ như thế này. 48kg không rộng đâu chị. Em 48kg nè. Rớt bên đây một set ok nè.
em mặc còn thoải mái á, tại vì em muốn mặc thoải mái, tại do bầu bì á, em sợ mặc cái phần lưng này nó cứng cái bụng, cho nên những cái đồ lót cũ hồi xưa của em này em giục qua một bên hết. Em lấy cái lót mới này em mặc nè, nó thoải mái cực kỳ luôn. Gửi chung đi chị Gia Hân nha chị. Ok em. Gia Hân nào ta? Một set 90.000 10 cái em. Chị Dung lưỡng một set nè. Ok Hoài Bảo, ok chị mới thấy chị like đồ bộ nè. Một set 90.000. Trần Trâm một set. Chị Ngọc Loan một set. Nhi Đoàn một set. Trúc Giang một set. Song Ngư một set. Nay hả chị 17 tuần. 17 tuần hơn xíu. 17 tuần hơn xíu. Nhận đồ rồi, vải đẹp lắm, giao hàng nhanh nữa. Cảm ơn tình yêu nhiều. Rồi, lên nha Mai với chị nha. Siêu hot luôn á. Lâu lâu mới về nè, không ai ngày nào cũng có đâu. Mai mốt nhận hàng rồi, đẹp quá, quay lại hỏi Mai. À đúng rồi, quên nữa. Đây là cái đường viền của nó là không may nha. Cái con này nó chỉ may cái chỗ cái viền ren như thế này thôi. Nó chỉ may chỗ viền ren nè. May cái chỗ phần đáy của nó mình nè. Còn cái đường viền bên hông á, là mọi người mặc váy nó không bị cứng ha. Nè, con này mặc váy không bị cứng nha. Sau này sẽ to. Hôm nay bầu hay một à, đi nít nha, à, đi địa chỉ cho Hân hai. Ok Mai biết rồi. Được nha Như Ý nha, Như Ý vừa. Em nhận được đồ chưa Như Ý? Kim Nhân Chương một set nè. Ok Linh Nhi. Cái này là size từ 48 đổ lên 65-67kg lại vừa. Size từ 48 đến 65-67kg vừa nha. Con này nè. Bộ đang mặc từ từ, tí xíu mai lên rẻ lắm. Đồ em Vân Bé có lựa thêm gì không? Này mai chị gửi luôn ha. Ok Như Ý nè. Như Ý một set. Dạ một set quần 10 cái là 90.000 chị. 10 cái 90.000 cho em Mai. Tính ra 9.000 cái à. Có khoác rồi bé, có khoác rồi. Khoác nhiều màu đẹp lắm. Chị Hạnh lên một set ok chị yêu. Một set nha, trên 48 và dưới 65-67kg vừa cho Mai. Chất su, siêu co giãn luôn. Một set size nhỏ có không ai? Dạ không, em có size lớn à. Mỹ Hảo thêm một là ba nha Mỹ Hảo. Vậy bữa giờ chưa gọi hả? Hôm qua chị bệnh đó, hôm qua chị mệt quá, nằm cả ngày. Cho nên hả, chưa có đi đơn em được, hôm ngày mai là chị soạn. Tại vì hôm qua của em là bị hai cái áo trước đó, rồi hai cái quần sau đó chị gọt vô á. Cho nên hôm qua tính đi mà hôm qua mệt quá không làm không nổi. Nên hôm nay, ngày mai đi. Tối nay có lựa thêm gì lựa thêm đi, ngày mai chị đi luôn, đỡ tốt xíu. Hai set cho lúc này nè. Bình Dương lâu nha. Bình Dương là hơi lâu nha Vi tới ơi. Khoác gương em về đồ mới nè chị Thanh Hoàng. Xong gương thêm một. Có khoác. Ý chị Phạm chưa đi đâu. Kim Nhân Trương chưa luôn. Nguyễn Thanh Thảo một set ok. Ngọc Nhi lấy một set quần với chị nha. Chị có chưa ta? Ngọc Nhi một set có rồi chị. Ngọc Nhi có một set rồi. Rồi em hàng bao nhiêu set rồi bé? 84 hả? 64. Rồi xong nó ế vậy. Ok 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 rồi. Tiếp này về nhận đã lắm, nhận là ghiền. Nhận là mua cho người khác nữa nè. Bao luôn. Chị nhớ tôm đen đi một đơn bự bự rồi đó. Còn mấy cái nhỏ nhỏ đây chứa đi. Còn mấy cái sau này lựa chứa đi. Sau cái like mà chị lấy áo là chứa đi nha. Còn ai trước áo thì đi rồi. Ok lên khoác ha. Lên khoác đi xong rồi. Hay là lên bộ mai mặc nè. Bộ mai mặc là tùy form nha. Form anh đang mặc là từ 40-60kg vừa. 40-60kg vừa bộ mặc. Đây. Lụa hai lá. Quần ngố. Quần ngố cho Mai nha. Trời ơi nó đẹp dễ sợ luôn nè. Giá là hết cái hồn. 40-60kg vừa cho Mai. Lên khoác đi hả? Lên bộ gấu đi. Gấu nó đang nằm chờ mọi người kìa. Chút đi thêm một set nữa là ba nè. Lên khoác ha. Ok khoác còn một bao chưa khui nữa. Khoác nó dày nó còn một bao chưa khui nữa kìa. Một set cho Trần Lê Thanh Thanh nữa. Rồi khoác ha. Nói chung là ngố gấu cái gì cũng có hết nha. Nhưng mà khoác đi lẹ lắm. Khoác đi rất là lẹ. Mà biết đâu mọi người thích khoác. Mọi người lựa thích khoác sao? Bóc màu cho nó cho chị đi.
Rồi phát. Phát cho Mai vừa giá cũ nha, 95.000. Bộ này mà chuẩn bị lên chị. Dạ đúng rồi. Mai ơi, bộ gấu có rồi chị Thu Nguyễn. Hôm nay bầu mệt lắm. Hôm nay bầu bắt đầu là hả? Đứng lên ngồi xuống khó chịu rồi. Thiệt á. Nguyễn Cảnh Tú. Tú như đi đơn rồi đó Tú. Khoáng này nó vẫn là giá cũ 95.000 dùm em. Do cái lô này á, về nó theo nhiều hơn nè. Nó mắc hơn 3.000. Nhưng mà Mai vẫn bán giá cũ cho mọi người 95.000 luôn. Dáng thể thao Adidas đẹp lắm. Đợt này nó đè còn đẹp hơn cái đợt trước nhiều nữa. Phạm Khánh Di. Sao có một đơn không nhận hàng bên chị vậy Di ơi? Có một đơn gì không nhận hàng bên chị vậy? Rồi Duy Phạm hồi nãy á, Duy Phạm chốt hai màu hồng với đen á. Hồi nãy tờ giấy 2 tờ giấy in kêu anh thôi, tờ giấy 95.000 Duy Phạm đầu tiên á. Ờ. Form này là 40-62kg vừa cho Mai nha. Đẹp lắm, 40-62kg vừa cho Mai nè. Chốt của nó vẫn là chất gân cũ nha. Nè, chốt là siêu co giãn cho Mai. Nó dày mà mặt nó mát kinh khủng luôn nè. Nè, nó dày mà bọn nó mát kinh khủng luôn ha. Túi ngoài, túi trong là, à vậy hả? Nè, túi trong là túi lớn nha, mà có dây kéo khóa túi bên trong luôn. Nè, nó 6 túi ha, khóa này 6 túi cho Mai. Chất gân, siêu mềm, siêu co giãn mặt, rất là mát, 95.000. Và cái này là Mai có cái, có cái theo logo đá thể thao và viền ba sọc trên vai. Chết cha, nó bị dướng rồi. Theo logo thể thao và viền ba sọc trên vai cho Mai ạ. Xuất sắc, chỉ một từ thôi cả nhà ơi, xuất sắc. Hả? Màu đen mà. Vậy là có đen nữa. Vậy có đen. Rồi, con này cho Mai nè. Màu rêu, chạy viền ba sọc trên vai nha. Chạy viền ba sọc trên vai 40-62 vừa, màu rêu, màu xám đậm. Màu xanh. Cái này màu xanh dương á. Màu xám nhạt. Màu đỏ. Màu cà rốt với chị nha, con này đúng là màu cà rốt. Màu hồng và màu xanh lá đậm. Và màu xanh lá đậm nè. Đẹp chưa? Theo đá chạy viền sọc thể thao. Chất là xịn và mịn, co giãn. Mặc on body giùm Mai, quá trời đẹp. Đừng chốt màu đang cầm huyết màu gì đâu cả nhà. Chốt màu giùm Mai với. Em lấy cho chị một bộ màu xanh dài nha, đi kèm áo nữ yêu vàng nữa nha em. Thu Nguyễn xanh dài nào ta. Xanh gấu hả chị? Xanh gấu nó Mai về màu mới nha. Màu gì? Cái đó màu gì? Xanh đen hả? Vậy cho nên chị có chưa có xanh đen nè. À, màu này xanh đen giùm Mai nha. Dạ lấy cho bé đó. Bé kia màu xanh đen đi bé. Không có đen nó xanh đen đi. Con này không có đen, có màu xanh đen, màu xanh đậm với màu đen vậy đó. Rồi chốt giùm em.
Ủa Duyên Phạm hồi nãy lấy màu gì quên rồi. Duyên Phạm học với đen nè. Xanh coban 3 cho Na nè. Tuấn Khang xám. Xám đậm cho Ngọc Hòa. Đừng chốt màu đang cầm nha. Rêu cho Trần Lê Thanh Thanh. Xám đậm cho Ngô Thị Thiện. Xanh lá đậm cho Trần Hằng. Thúy Nguyễn là rêu. Xám đậm. Lá đậm. À, hồng cho Diễm Thơ. Thi Bảo lên giùm số điện thoại Thi Bảo ơi. Xanh đậm 2 cho Na. Ui có màu này nữa nè. Màu này cho Mai là màu gì đấy? Xanh nhớt nha. Con này cho Mai màu xanh nhớt. Trời ơi bảng màu đợt này về toàn là màu đẹp không. Xanh nhớt cho Mai nha. Con này xanh nhớt nè. Xanh lá đậm nè. Hồng nè. Xanh nhớt sẽ là hồng, xanh đen. Màu cà rốt. Màu xám nhạt. Màu coban. Màu xám đậm. Màu xám chuột. Màu xanh rêu. Rồi chốt màu giùm em đi ạ. À. Để em lấy. Chốt màu giùm Mai đi. Mai bóc cho. Em đúng rồi. Xanh đậm. Bây giờ ở đây có màu gì? Xanh đậm em nhìn cái màu đó em quán luôn. Vàng xám đổ đô. Vàng xám đổ đô nha. Vàng xám đổ đô. Rồi mọi người. Từ từ chân bé nó đã. Nó đang rối, nó đang rối. Vàng xám đổ đô, trời ơi con vàng. Ui mẹ cha mẹ ơi. Ui trời ơi. Vàng trắng đổ đôi cho Mai cả nhà ơi. Trời nó dày mà mặt nó mát lắm. Mát cực kỳ nha. Chị nào mà chốt lượng khóa này đã lắm, đã lắm. Ai đang dựng Mai vậy? Đừng dựng Mai mà. Nè 95k chỗ xuất sắc. Xuất sắc không mà bảy luôn mấy chị.
Còn màu trắng đẹp quá cả nhà. 62 chú quay đầu vừa. Màu đỏ rượu nữa. Giờ vậy nè. Giờ vậy nè. Em soạn màu ở dưới đi. Xong chưa? Giấy xong chưa? Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Mẫu này chú có soạn mẫu rồi, bây giờ nó tùm lum hết trơn á. Mọi người đợi xíu, ráng đợi xíu nha. Nè, 95.000 cái giùm em. 40 tới 62 vừa. Form body đẹp lắm. Tay là chạy viền theo. Túi á, khoác là nó có cái khóa chống nắng ở chỗ này. Nó có khóa chống nắng ha. 6 túi giùm ai, 6 túi ha. Thun gân dày, giãn nè. Màu đỏ rượu nè. Màu trắng nè. Đợi mai xíu mai sợ cái nha, con bé nó sợ cái nè. Màu vàng. Màu đỏ rượu, màu trắng, màu vàng. Mắc xịt con chó nằm đây nữa. Bên xuống dưới nằm đi con. Bên xuống dưới nằm đi con. Màu vàng cho mai nè. Con này cho mai là màu xanh rêu. Màu xanh rêu nha. Rồi em sợ màu ở dưới chị đi. Xanh rêu nè, xám chuột, xanh coban, xám lợt, xám lợt, màu cà rốt, màu xanh đen, màu em màu này màu gì đấy? Xanh gì? Xanh đậm. Xanh đậm, xanh nhớt. Màu hồng. Quá trời màu. Trời ơi nó dày. Nổi cái áo này tiền ship mà phụ với mấy chị á. Lỗ vốn đó. Chưa. Rồi để riêng đi bác. Chút xíu lên sau đi bác ơi. Quá trời màu, quán rồi. Nana là còn thiếu một xanh cô ba này nè. Cậu ăn đây luôn. Ok. Rồi của Nana để đây đi. Cái này là màu cục phải không? Cái màu nhức đầu cái đó thành nặng. Phân màu ở dưới đi. À, màu xám đậm nè. Xám đậm. Cái màu này màu gì nè? Nhớ đúng không? Nhớ dưới đây. Ok. Tụt mút luôn á. Tới đâu rồi ạ? À? Tùy mộng xanh đậm nè. Khách chốt nào em dục ra cái đó. Tùy mộng xanh đậm ok. Thêm xanh đậm cho Duyên Phạm. Đó đúng không? Vậy là cái trên đây. Xanh đậm với Duyên Phạm là hết xanh đậm nha.
xanh đậm là con này. Xanh đậm như vậy là hết xanh đậm nè. Bịch nè. Hết xanh đậm. Em thấy Nguyễn Hằng 95.000 cái xanh đậm hết. Xám mới rốt cho Thanh Hoàng. Thanh Hoàng xám. Rốt đúng rồi. Xám. Bạn kỳ quá. Xanh đen Thúy Nguyễn. Dạ 95.000 cái. Chưa Thảo Cát ơi. Thông Gân, Thi Bảo lấy gì Thi Bảo? Em mai chốt chị Thùy Hội chứng nhân võ nha. Cả ngày nay mai bệnh à, hôm qua mai bệnh mà không có chốt đơn được. Thi Bảo lấy gì ta? Thi Bảo lấy gì? Thi Bảo comment màu lại giúp Mai với. Thi Bảo comment màu với Mai nha. Cà rốt cho Hà Huỳnh. Xanh đậm hết rồi Tiền Mộng ơi. Xanh nhớt chị Ngọc Hòa. Nhớt là con này. Ngọc Hòa, Thanh Hoàng xanh nhớt. Xanh nhớt cho Na. Sao làm cái mặt mấy xấu hả? Sao làm cái mấy xấu ôm á, ôm lắm. Xám đậm cho Kim Nhân Trương. Bằng Ngô lên em số thoại ạ. Thanh Hoàng vàng. Bằng Ngô cho em kèm số vàng 2 cho Na. Hello Thúy Nga, vàng vô Duyên Phạm. Chị xếp lên bộ em mặc vàng cho Phạm Ngọc Quý. Trắng cho Nguyễn Thị Thanh Huyền. Trắng cho Hồng Thơ. 95.000 cái giùm em, trắng 3 cho Na nè. Giờ là hết trắng. À còn cái trắng. Còn một cái trắng, còn một cái trắng Hồng Thơ có. Còn vàng đó. Vàng Trúc Giang. Vàng Trần Trâm. Vàng Trần Trâm. 95.000 cái nha, đỏ rượu cho Thanh Huyền. Duyên Phạm có rồi, An Nhiên Đào vàng. Phạm Ngọc Quy có vàng rồi. Thêm một xếp quần chiếc cho Xuân Nguyễn nè. Ok. Xanh rêu cho Thanh Huyền nè. Xanh rêu cho Nguyễn Thị Thanh Huyền. Xanh rêu là cái màu này nè. Xanh rêu là màu này. Xám lợt cho Thanh Châu Trần. Cái vàng á chị, vàng đây ạ. Xanh rêu cho Diệu Hiền 643. Vàng là màu này. Xanh nhớt. Xanh nhớt cho Quỳnh Như. Nhớt lại nè. Đã hết rồi, dưới hết rồi. Rồi hết nhớt luôn nè. Hết nhớt nha. Hết nhớt. Đợi xíu mà lên một em ạ. Ok, anh đi đợi xíu. Nana rồi nè. Quần chip 90.000 một set 10 cái. Hôm ôm 40 tới sau 2 cái vừa khoát. Thanh Huyền có, Phạm Quý có vàng rồi. Phạm Quý thêm hồng. Rồi. Bằng ngô chốt gì? Comment lại giúp em. Xanh rêu cho Nguyễn Hằng. Bằng ngô ơi, sao số điện thoại chị em luôn không được ta? 3, 6, 9, 10, 10 số mà. Trắng cả còn. Trắng còn cái cuối cùng Hồng Thơ nè. Rồi hết trắng. Hết trắng. Quần chip về rồi, bơ sữa. Chốt màu gì vậy? Bằng ngô. Bằng ngô chốt màu gì chốt lại giúp Mai với. Bằng ngô chốt màu gì chốt lại giúp Mai với nha. Hai đơn luôn, đồ vải đẹp của chị. Em cảm ơn chị, hai bằng Lê. Yến đi Trần vàng. Còn vàng chưa? Rồi hết vàng luôn ạ. Hết vàng luôn nha cả nhà. Ý nhân vàng hết vàng. Quần chip là 50 tới 67 kg. Nana hình như có rồi á. Đang lên khoác gân nè. Có Thanh Châu Trần có. Màu đỏ đô cho bằng ngô. Rồi bằng ngô màu đỏ đô. Có một cái hả?
Bạn có đổ đô con cá là hết nè. Bạn có đổ đô với xanh rêu nè. Bằng ngô đổ đô với xanh rêu. Ok. Ok, bằng ngô đổ đô với xanh rêu. Ngô Thị Thiện này chốt gì vậy? Ngô Thị Thiện hồi nãy xám đậm, Ngô Thị xả cái xám đậm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Ngô Thị Thiện. Đây nè, bé. Đây. Rồi mới lên màu lại. Xem chip hả? Rồi mới lên màu lại nha cả nhà. Chưa lên ngố, chưa lên gì hết. Mới lên xếp chip với lại khoác thôi. Nè. Ok Duyên Trần. Khóa này cho Mai nha. Con này cho Mai với chị nha. Nè. Khóa này là chị nào mà đọc trước mua khoác gân thì biết ha. Mua thêm vài con để mặc đi. Nó mặc mà nó mát mà nó sướng lắm. Nó siêu dày mà siêu giãn nha. Form này cho em Mai là 40-62 vừa. Ui có màu tím nữa nha. Màu xanh biển. Có tím với xanh biển nữa. Nana đợt này là ít quá nhỉ. Dáng thể thao giùm em nè. 40-62 cái vừa gấu mà sẽ lên liền đó cả nhà. Xong cái này mà lên gấu liền. Yên tâm. Line này là mới lên đủ hết á. Line này chiến cho mấy chị tới 11-12 giờ luôn cũng được. Mi nó khóc rồi nha. Rồi viền 3 sọc cho Mai nha. Khoác 6 túi chút không gân bao xịn bao dày. Form này là tầm 60-62 kg độ lại vừa thôi. Con này nè 62 kg lại vừa giúp Mai thôi. Rồi Mai có con này là màu rêu. Màu rêu nè. Màu xanh đen nhiều nhất. Con này màu rêu. Ông chị em có khoác này không à. Rồi cái mã này cho em màu xanh biển nha. Màu xanh biển. Màu tím nhạt. 95.000 cái à. Khóa này mấy chị ra ngoài mua tầm phải giá 270-280-300 nghìn. Không rẻ đâu. Tại vì cái chốt này nó dài và nó dạng lắm. Con này bao xịn luôn á. Mã này cho Mai tím. Tím nhạt như Mai, tím nhạt viền đát. Viền đát dáng thể thao quá đẹp. Rồi con này cho Mai là màu xám. Xám chuột nha, xám chuột. Màu xanh coban. Màu tím nhạt. Màu cà rốt. Màu xanh đen. Và màu hồng. Màu hồng siêu cân. Tháng 4 chị xanh đó bé. Con này màu hồng cho em Mai rồi, hết màu rồi đó. Còn như đây màu ha. Rồi chốt rồi bé ơi, Phương Tuyền biển nè. Phương Tuyền xanh biển. Nana biển với tím. Yến đi Trần tím. Ngọc Hòa thêm tím. Rồi Mai hết tím nha. Mai hết tím. À, chị Cá Thanh Thùy xám chuột. Hồng thơ hồng. Anh Lê Thị Phương hồng. Chị Linh Thi rêu. Rêu là màu này nè. Con này rêu, con này xám. Đỏ rượu còn không? Đỏ rượu em hết rồi. Đỏ rượu Mai có một cái à. À hết rồi. Hết rồi luôn. Đỏ rượu Mai hết rồi ạ. Màu hồng nè cả nhà. Màu hồng còn mấy cái nữa hết rồi. Màu xám lợp. Hồng còn cái cuối cùng nha. Xám lợp, cà rốt. Xám lợp. Con này cho Mai xám lợp nha. 62 kg loại vừa. Đẹp lắm. Chất siêu dày. Trời ơi mặc cái chất này nó mát lắm. Mát cực kỳ luôn á. Xét chip. Đúng rồi Thúy Nguyễn là 4 cái. Thúy Nguyễn là 4 cái. Rồi còn hồng, cà rốt. Xám nhạt cho Nana nè. Xám chuột. Xanh đen. Chị Yến đi Phạm Ngọc Quy xám lợp. Yến đi Trần lấy xám đậm hay xám lợp vậy chị? Bé Mai có hai màu, Yến đi Trần ơi. Em có màu xám chuột nè, màu xám lông chuột và xám đậm ấy. Còn con này cho em màu xám lợp nè.
Giấy thể thao này dễ mặc lắm. Thêm xanh biển cho Trần Lê Thanh Thanh. Xám lợt chỉ đi Trần. Đổi xám chuồng lại xám lợt cho em với chị Kim Nhân Trương. Bỏ vô chưa? Mới bỏ hả? Rồi đổi giấy qua đi. Ok, đi Trần xám lợt. Đổ qua xám lợt. Mai ơi, mấy hôm nay không thấy gọi chút đơn cho chị vậy. Hơn 2 lít, hơn 2 lít. Dạ, hôm qua bé Mai thêm xám lợt cho Nana. Hôm qua em Mai bệnh á, cho nên không có chốt đơn được nhiều. Thông cảm như em, ngày mai em làm hết đơn cho. Hương Nguyễn xám chuột. Mấy cái? Chị ơi lấy thêm đi chị. Anh Lê Thị Phương đổi hồng lấy xám lợt kìa. Anh Lê Thị Phương. Có màu cà rốt nè. Màu cà rốt, màu cam, hai màu khác nhau nha. Con này là màu cà rốt. Nghiêng tông đỏ đỏ, hồng hồng. Anh Lê Thị Phương, giấy bên đây quá. Rồi bên đây, giấy bên đây, giấy bên đây. Anh Lê Thị Phương lại sắm lợt, ok. Con này cho em là màu cà rốt, con này cho em là màu cam. Cái màu cam này giống như màu cam đợt trước vậy đó. Cam này là nó đậm hơn màu cam đất nhưng mà nó lại sáng hơn. Nó sáng hơn màu cam đất nhưng mà nó đậm hơn màu cam tươi nha. Nó màu cam thuần á. Cam này đẹp lắm. Cam này lên dáng sport thể thao ghê chưa. Quá chi đẹp nha. Yến Chí Phạm rêu nè. Yến Chí Phạm có rêu. Rồi, chốt cho Mai con này mã cam. Cam này có hai cái thôi à. Cam nè mấy chị nha. Đẹp dễ sợ luôn nè, mà thích cái màu sáng nè. Lên cho Mai con này cam. Con này cho Mai màu cà rốt. Cà rốt thì nó nghiêng về cái tông mà đỏ đỏ. Đỏ đỏ hồng. Đỏ đỏ cam cam ấy. Kiểu đỏ đỏ cam cam ấy. Cam cho Na, cam cho Phạm Ngọc Quy. Có còn cam mấy cái nè. Rồi cam. Cam cho Thanh Châu Trần. Thanh Châu Trần cam nè. Rẻ lắm. 95.000 thôi. Áo này mọi người nhận hàng về là bảo ghiền. Bao ghiền luôn á. Khách nhà Mai toàn nhận hàng xong rồi quay lại khen không. Họ còn không nữa. Nay về mới về mẫu mới nè. Có bao nhiêu mà hốt hết bao nhiêu quá. 95.000 cái thì Mai hai giá cũ thôi. Đợt này theo và chạy miền Tây. Nó đòi giá lên 3.000 một cái nè. Nhưng mà vẫn bán giá cũ cho mọi người luôn. Vẫn giá 95. Không lên 100. Đẹp lắm. Rồi màu cà rốt, mới còn cà rốt thôi, hết cam rồi. Cà rốt, xám chuột, xanh rêu, xanh đen, xanh biển, hồng và xám lợt và xanh coban. Trông rồi. Rốt nha nè. Không có đất cam, rốt nè. Thêm cà rốt Trường Lê Thanh Thanh. Để xích rốt đi cho nội. Từ từ cho nội ơi. Bình tĩnh. Quá đẹp lắm. Con này gân cho nên nó ôm. Tại sự thật là mấy không có dám báo số ký lớn. Rồi lên gấu đúng không? Quá lúc quất luôn. Màu lại nè Thu Lan. Con này đẹp quá thiệt á. Màu xanh đen bị ế quá. À quên là xích chip nãy giờ. Nãy giờ sau quần xách chip rất đâu rồi. Xách chip nè. Dạ không. Thế rồi chị ơi, lâu lâu chừng nào có hàng đẹp mới về. Đây nè, chip là 50-65, 48-67kg vừa. Bên trong là nó có 6 túi nha. Trời ơi, cái này nó mặc mát lắm. Khoác cho Mai 60-62kg vừa, thun gân dày giãn bao thoải mái mát cực kỳ ha. 6 túi cho Mai nha cả nhà nha. Con này 6 túi cho em nè. Bầu mặc không đẹp lắm nha. Cả nhà, em mặc phơm với chị còn thử thôi, nó có khóa chống nắng ha. Mình đi nắng mình qua mang bao tay nè, mà cái lớp này nó may dày cực kỳ luôn á. Khỏi mang bao tay cũng được nè. Thiệt tình luôn á, đi chợ là khỏi mang bao tay, kéo xuống vậy thôi là ok. Đó, nhiều khi lụm thụm quên á. Nhiều khi lụm thụm đi đâu đó mà quên á là kéo cái này ra.
hoặc là mang thêm bao tay rồi kéo thêm cái lớp này ra nữa là bao da nó không có bị đen luôn. Xuất sắc nha. 40-62kg vừa cho Mai con này. A đắt viện thể thao giùm em. Rồi Mai có màu xanh đen nha. Mai đi là màu nữa Mai lên tiếp. Xanh đen, xanh rêu nè. Xanh đen, xanh rêu. Màu này cho Mai là màu xanh coban. Màu hồng. Màu xám chuột. Màu cà rốt. Màu xám nhạt. Màu xám nhạt. Và màu xanh biển. Và màu xanh biển nha Mai. Và màu xanh biển nha. Nè, xanh biển nè. Xám nhạt nè. Cà rốt nè. Xám lông chuột. Màu hồng. Màu xanh dương. Màu xanh rêu. Và màu xanh đen. Độ quế cà rốt. Chị Kim Hoa Trương xám nhạt. Em mặc đồ bộ chị. Đồ bộ ngố. Lụa ngố. 95.000 cái à. Dạ Bình Dương tùy vùng mà chị. Bình Dương có vùng em có vùng em ship được, có vùng em không à. Con này cho Mai nha. Cái này là thun su. Quần lót chất su. Giờ Mai mới chị cho quần lót chất su. Ở trên nó viền ren nè. Lót này mọi người đi ra ngoài mua một cái là tầm 25-27 ngàn á. Hồng thơ hả? Ủa vậy là một à. Xanh biển chị Kim Hoa Trương nè. Xanh đen cẩm nhung. Ok chị 2 lít. Rồi con này cho Mai với chị nha. Thun su giùm em. Form này là 48-65kg vừa. 48-65-67kg vừa cho Mai nè. Rất là siêu co giãn nha. Nè. Su, su đúc. Tân Phước Khánh đó chị. Hình như đi được á. Cái gì biển? Ở xanh biển. Xanh biển là một cái của chị Kim Hoa Trương nè. Bao nhiêu hả? Rồi set 10 cái như thế này là 90.000 nha. 90.000 thì Mai su đúc. Su đúc nha. À, nó chỉ may cái đường viền ở trên ren như thế này thôi mà nó may kỹ lắm. Nó may bên trong nó vắt sổ nè, nó không có dư một chỉ thừa nào luôn á. Rồi, cái đường viền bên hông là nó không có may, nó không có may đường viền nha. Mình mặc đầm, mặc váy, mặc đồ bó sát thì nó sẽ không có, nó không có hiện cái đường may lên ha. Không có hiện đường chỉ lên ha. Su cho Mai form to nha. Form to 65-67kg độ lại á. Rồi. Để cho coi mấy cái khoan thì từ. Đây nè, bắt đầu từ chị Kim. Chị đổ quế cà rốt nè, ở dưới có cà rốt không? Đổ quế cà rốt nè. Xám nhạt chị Kim Hoa Trương nè. Xám nhạt vô con không? Xám nhạt Kim Hoa Trương. Xanh biển chị Kim Hoa Trương nè. Xanh biển chị Kim Hoa Trương. Xanh đen cho cẩm nhung. Xanh đen dưới có. Xanh dương. Xanh dương. Xanh dương nè. Màu này dưới có không? Dưới có màu này bé? Dạ không. Không hả? Ok. Hết xanh dương luôn. Xanh dương cho Thu Lan nè. Rồi set gấu bình tĩnh nha. Thời gian còn dài. Mình chưa một set chip. Sang Nguyễn một set su. Hoàng Oanh một. Huệ Chính Nhân Võ một. Lấy nhiều set đó chị. Em nói chị đem về chị bán sướng lắm. Hồng Vân Bé. Ok Cúc Kim. Anna Trần set su. Áo khoác đang like nè. Trần Ngọc. Nhau khắc không gân ha. Đang chị đang mặc đây. Quá này đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi. Có ai lấy xu đúng không ạ? Con này cho em là một set 10 cái 10 màu nhé. Một set 10 cái 10 màu cho em nhé chị nha. Đây mà chị mấy mọi người nhìn cái đường viền may của nó nè. Nó rất là đẹp luôn á. Hàng này hàng xịn đó. Hàng này hàng xịn đó cả nhà. Một set xu cho Mai 10 cái là 90.000. Đủ màu. Con này cho Mai là đủ màu. Bình tĩnh nha, đừng hỏi. Hỏi tới xíu mày đó mà không biết lái gì luôn. Ok. Khóa xanh đen cho Hạnh Phúc. Để mai chốt đơn cái đã. Để mai chốt đơn cái đã. Để mai chốt đơn cái đã. Một set su. Lấy thêm 2 set cho chị Huệ Chính Nhân Võ. Ok chị.
Em chỉ có mẫu này à chị Thu Hồng ơi, em không có mẫu khác. Khóa mai về chỉ có mẫu này thôi. Nhưng mà mai về mà số lượng nhiều, tại vì hàng này đẹp lắm. Xét xu cho Julie Đào. Hình như đơn Julie Đào có lẽ một cái phải. Ok Julie Đào nè. Hello nhỏ nhỏ. Dạ chị chắc tầm chiều chiều á chị, tầm 3-4 giờ á. Rồi con này cho Mai nha. 62kg vừa. Mai chỉ có cái này thôi à. Xanh đen nè, xanh rêu nè, hồng nè, xám chuột, cà rốt và màu xám nhạt. Rồi, như màu đây. Dọn chỗ cái đã, để lấy đồ mới. Áo khoác 95.000. Áo khoác 95.000. Ok. Hết gấu đúng không? Gấu. Con này quận 8, bút gáp. Hấp. Hả? Thôi tắm đi. Con này em còn hấp nữa. Hấp dùm hấp. Gáo 145. Đạp quá, lắm tắm nha chú. Trời ơi. Ngủ dậy xong còn phá nữa. Ủa quên 95.000. Thôi lên. Xanh đen cho nhỏ nhỏ ok. Rồi set. Set gấu 145.000 giùm Mai một set nè. Hàng này hàng nghiêm giùm Mai nha. Mai bán 145 là người ta bán bao nhiêu? 170-180 đấy. Sớm để bán 200 mấy á. Không có bà bé ơi, không có sách sơ mi ngố. Không có sách sơ mi ngố bé ơi. Rồi. Gấu nhà em Mai là chuẩn xịn sò luôn nha mấy chị nha. Gấu theo. Hình theo vào bộ. Quần theo luôn nè. Con này cho Mai chỗ nó đẹp lắm luôn. Áo là cô Tông Thái xịn nè. Áo cô Tông Thái xịn nha. Form này cho Mai là 45-65kg vừa. 45-65kg vừa. Áo form rộng phủ mông. Quần là bo rip. Quần là chất bo rip nha. Dưới chân quần là nó có viền con gấu theo luôn. Nói chung là hàng y hình, không khác một cái gì hết ha. Rồi con này cho Mai với chị nha. Nè. Màu Mai có 4 màu, màu da. 5 màu chứ. 145. Chi Linh hả? Chi Linh. 45-65kg vừa đó em. Form này là mặc quần ôm, áo form rộng. Như mẫu mặc vậy đó. Không khác gì hết nha, không có, không Ngọc Nguyễn thôi. Rồi áo trắng. Lên cho Mai con này mã trắng, áo trắng quần màu da. Hình sao là hàng như thế đó. Rồi. Hình sao là hạng vậy? Mai đang hình sao là hình vậy nha. Xếp quần chiếc xu là 90. Rồi áo trắng là quần màu da nè. Chốt cho Mai cái đó mã trắng. Giá này thì xị hốt quá trời. Mai không để xị luôn á. Mai để bán lẻ cho mấy chị nè.
Rồi con này cho Mai quần quần màu nâu da, áo màu hồng. Đó, quần màu nâu da áo màu hồng, 45-65kg vừa. Quần màu đen áo màu da. Và quần màu đen áo màu đen. Quần đen áo đen nè. Quần là chất bo rip nha, quần này là 40kg vẫn ôm và 70kg vẫn ôm. Con này là quần nó là chất bo rip nha, bo rip siêu co giãn ha. 5 màu cho Mai, áo đen quần đen. Áo đen quần đen. Và áo màu đen quần màu da. Và áo màu đen quần màu da. Nè. Và áo đen quần da cho Mai nha. Đây. Trời ơi siêu phẩm luôn á. Đẹp lắm, 145.000 thôi. 145. Của bên Mai là bao rẻ. Chị màu trắng, màu da, màu hồng, màu đen, kim thiên. Đây. Rồi chốt màu giùm em. Đủ màu không lấy hồng quần da. Đủ màu Nana, đủ màu không lấy hồng nè. Ok Nana đủ màu không lấy hồng. Ủa sao giá 145 mà em cái nha, màu xanh đen. À nhỏ nhỏ. Gì em? Còn gì? Hết rồi. Đây. Mai bị gì nhở? Đen, đen, không hồng, da, trắng. Nana. Mai chưa biết đó Ngọc ơi, đừng hỏi Mai trước là khi nào về. Hàng đó là hàng hàng sale mà, chừng nào họ gọi thì Mai có hàng thôi. Một bộ 145.000. A à, a à, trời ơi. Rồi, ai đây ạ? À? Quay từ từ, mấy con ai cái lại nha. Từ từ. Mới lên có Nana đúng không ta? Mới Nana thôi. Gấu trắng hồng. Là Nguyễn Dầu lấy hai màu trắng với hồng ha. Trắng hồng da, đen da và đen đen nha. Chốt Mai đen da và đen đen, dứt liền giùm Mai là miếng đen quần đen và đen quần da. Rồi. Nana 4 màu. Nana rồi. Rồi chiếc nhân vỏ đen. Đen. À, nhỏ nhỏ lấy set gì? Trắng gấu cho Ngọc Kim. Ngọc Kim có trắng gấu. Quần áo Ngô Thị Thiện. Ngô Thị Thiện. Ngô Thị Thiện có. Nguyễn Dầu đen quần đen đúng không? Đen quần đen Nguyễn Dầu. Gấu da chị Thanh Hoàng. Thanh Hoàng có da. Áo đen quần đen Lành Nguyễn. Lành Nguyễn có. Ngọc Anh Nguyễn đen. Ngọc Anh Nguyễn đen có. Bộ gấu đen quần đen Anh Honey ok. Gấu đen quần đen Honey ok. Rồi em lấy chị Linh Nguyễn rồi. Ờ à, xếp gấu da cho Lý Lê. Để lên gấu da có ok. À, bỏ đen quần đen cho Trần Trâm có luôn. Còn bộ quần đen cuối cùng, bỏ đen quần đen Ngọc Loan có luôn. Rồi hết áo đen quần đen nha em ơi, hết áo đen quần đen nè. Áo đen quần đen, áo đen quần đen cho chị Ngọc Loan ok. Nguyễn Dầu có đủ 3 bộ. Ngọc Kim, Ngọc Kim đen gấu và nhâm chút rồi đúng không ta?
Rồi áo đen màu đen mai hết. Đen đen, Ngọc Lan có rồi, Linh Nguyễn đen đen hết. Xếp một chiếc cho nhỏ nhỏ ok. Đúng rồi đó là Ngọc Nguyễn. Xếp một chiếc cho nhỏ nhỏ ok nè. 145.000 một bộ. Thêm một bộ nữa tổng 2. Nè này của chị trắng gấu ha. Ngọc Kim lấy thêm để có màu gì. Ngọc Kim mới đọc đó là quên đó à, đen gấu. Đen quần da nha, được không Ngọc Kim ơi? Áo đen quần da mới hết rồi. Đây áo đen quần da đẹp nè. Trời ơi, khách chốt áo đen quần da nhiều lắm. Con này cho mai là quần body rip nha, mặc cỡ nào cũng không sợ nha. Ok Ngọc Kim. Áo đen quần da nè, đẹp lắm nha, áo đen quần da rất là đẹp luôn á. Mai có hình đó, mọi người thấy hình không? Đen đen mai hết rồi. Ngọc Kim đen. Đen Ngọc Kim ok nè. Đen Ngọc Kim ok. Ngọc Lan hết đen đen rồi ạ. Đen da Linh Nguyễn ok. Bao nhiêu bộ? 145. Linh Nguyễn thêm bộ trắng ok. Bộ đen da cho Hắc Như ok. Rồi. Quần là chất body rip siêu co giãn nha. Quần này là 80kg vừa, 70kg vừa luôn á. Con đây là quần body rip nè. Rồi gấu logo trên quần là nó theo nha. Gấu lông theo nó ngay đầu gối như thế này. Nói chung là mẫu mặc thế nào, bộ của Mai y chang hay giả không khác gì á. Em Mai chỉ hai bộ 145 cho em bộ gấu này hả chị? Gấu này đúng không chị Mai Lan Phương? Trời chết rồi, em quên check tin nhắn của mọi người rồi. Rồi Mai có màu đen nè. Áo đen quần da cho em. Áo màu hồng quần màu nâu da nè. Chế lấy bộ này đúng không chế? Áo màu hồng quần màu nâu da, chế màu gì màu gì ạ? Màu hồng quần nâu da. Comment trên đây giúp em luôn ạ. Rồi áo màu da, quần màu, áo màu da quần màu bò. Nguyễn Dầu có rồi, Nguyễn Dầu có rồi. Nguyễn Dầu có 3 bộ rồi đó, Nguyễn Dầu có 3 bộ nha. Áo màu da quần màu bò nè. Rồi là áo màu da quần bò nha, áo da quần bò. Áo hồng quần da cho anh Na Trần. Anh Na Trần áo hồng quần da có. Rồi áo trắng. Áo trắng quần màu bò luôn ạ. Này của Nam không chị? Đúng rồi. Xét gấu hồng, đen, áo đen, quần da. Chết cha chị Mai Lan Vương. 145. Mai Lan Vương bây giờ em còn áo đen quần da cho chị nè. Một cái áo đen quần da chị Mai Lan Vương nè. Một gấu hồng cho Thúy Hồng nè. Có đen, đen quần đen và đen quần da hai cái khác nhau nha. Nhìn cái quần đằng sau nè. Này đen quần da nè. Còn cái đen hui là đen quần đen. Một đen một hồng mà hồi nãy em chốt cái gì nè dầu nãy gấu trắng hồng nè em chốt gấu trắng hồng giữa em lấy hai bộ màu trắng với màu hồng chứ vậy là Nguyễn Dầu bỏ một cái trắng ra rồi bỏ cái trắng ra rồi có màu hồng hồi nãy có là giấy màu đen nữa bỏ hồng nó trước đi đen quần da cho Lê Tình. Đúng rồi. Nè, đẹp lắm cả nhà. Dạ dạ rồi rồi, để em lấy với chị Vi Lan Vương. Chiều giờ em lu bu quá chị ơi, em không có check inbox kịp luôn á, không rep kịp luôn. Em coi lại coi. Màu đen em lấy đen quần da chị lấy thêm đen quần đen đúng không ạ? Chị lấy thêm đen quần đen đúng không ạ? Rồi bây giờ nó còn trắng nè, áo trắng quần bò. Áo trắng quần bò giùm em. Có này áo trắng quần bò ha, quần bò rip xịn sò. Rồi, màu da. Màu da áo da nè, áo da quần da, áo da lợt, quần da đậm. Áo da lợt, quần da đậm, áo da lợt quần da đậm nha. Có mai con này mã da. Rồi màu hồng. Màu hồng, áo hồng. Áo hồng quần da dùm Mai nha. Áo hồng quần da xếp phối. Gấu theo áo và theo luôn cả quần. Áo hồng quần da dùm Mai. Quần là body rip. Quần là mặc thoải mái lắm. Áo phông rộng khủng mông 45-65kg vừa ha. Vì sao 45-65kg vừa dùm Mai con này?
Rồi con này cho em mã hồng. Lớp nhung nè, thêu vào ha, mặc giặt mới giặt thoải mái giùm em 145. Rồi áo đen quần da. Áo đen quần da giùm em. Con này Mai áo đen quần da nha, áo đen quần da cho Mai với chị nha. Rồi mấy còn nhiêu đây màu à? Còn mấy bộ à? Còn nhiêu để cho sỉ nè. Còn nhiêu đây chi sỉ không? Không có đủ chi trương á. Ok rồi, Mai gấu lên đâu rồi đó. Bây giờ Mai qua hàng khác nè. Bây giờ Mai qua hàng khác nha. Chị Mỹ Lan Vương là còn em đi lên cái bao chị Mỹ Lan Vương là thiếu một đen đen. Nha, tí xíu nữa, tí xíu Mỹ Lan Vương tới á. Em bỏ cho bao em ghi ngoài là thiếu một đen đen. Mấy này có lấy chưa? Chưa hả? Nay chọc quá cả nhà. Mỹ Lan Vương. Mỹ Lan Vương. Em để lấy này cho chị. Ok. Bộ đá mặt ha. Bộ đá mặt em đọc cái giá làm chị đừng hết hồn nha. 85.000 cho em bộ đá mặt. 85.000 cho em cổ hai lá nè. Trời ơi. Xịn sò ấy chưa Cali Nguyễn ok. Bộ mặt 85.000 phơm 40 60 kg vừa. Lộ bao xịn luôn, quần có túi cho mình ha. Ngố. Con này dạng ngố giùm em nha, quần ngố nè. Con này dạng ngố cho Mai nha, quần là bao thoải mái nha. Quần là bao thoải mái 60kg loại vừa giúp Mai. Dưới 60kg vừa giùm em. Chốt cho em mã này là mã tim. Tim hồng 60kg vừa, 60kg loại 40-60kg vừa cho Mai 85.000 tim hồng. Đang áo đen quần da. Ờ à, thì chỉ thấy bộ đen đen đó. Tim hồng có mấy bộ à? 85 nhiều màu lắm. Rất là nhiều màu. Chị Mai nay nay bụng bầu lên là khoảng 52kg rồi. 52kg rồi. Không có ngố à chị. Em Mai có ngố thôi. Lẫn ngố à. Mà ở nhà thoải mái nè. À mẫu gấu có chịu hả? Lên gấu tiếp không? Còn cái mẫu gấu kia kìa. Bộ em mặc chị Cao Thanh Vân nè. 85.000 giùm em. Còn 4 bộ nữa hết. Quỳnh Phạm bộ mặt nè. Mặt ngố đi mấy chị. Mấy cái bộ này ngố nó còn mắc hơn bộ dài nữa. Thật sự lúc bây giờ đồ ngố nó còn mắc hơn đồ dài nữa. Tim hồng với chị Phương Tuyền nè. Ngố bây giờ hả? Đồ ngố 85, đồ dài là phải đồ dài là 95 rồi, đồ ngố 115 không á. Chị Hồng Phương tim hồng. Thảo Thảo tim hồng. Rồi hết tim hồng. Hết tim hồng. Mỗi cái mỗi phơm chị ơi. Con này cho Mai mỗi cái mỗi phơm. Tiếp theo giùm Mai nha. Rồi lụa hai cổ hai lá nè. Bao xịn luôn. Rồi con này cho em dưới 60kg vừa luôn nha. Đồ gấu còn màu hồng, màu trắng, màu da và màu đen. Con này cho Mai mấy chị nha, cổ hai lá nè. Rồi con này cho em là màu da, màu kem giùm em, màu kem 40-60kg vừa màu kem. Nó có phơm 65kg nữa nhưng mà mẫu khác. Từ từ Mai lên 65kg nha, quần có túi cho mình nha, chất lụa hàng nè. Con này lụa hàng không nhăn giùm Mai mấy chị nha, bao đẹp luôn á. Da giùm Mai mấy chị, màu da, màu kem gì cũng được, 85.000 thôi. Nana, Trúc Giang, Phương Tiền. Kem vui xì cho em 85.000 dưới 60kg. Hơn Alice. Còn bộ cuối cùng ạ.
Ủa chị mới lên bộ gấu xong luôn á. Hoàng Oanh kem. Ok chị Oanh. Gấu màu da cho Thảo Vi 145.000 nha Vi ơi. Gấu màu da cho Thảo Vi nè. Em hết kem, hết da rồi. Hết màu này nha cả nhà, hết màu này. Lập thể nha, nó có 3 màu. Hình như còn cục nữa kìa. Lập thể ngố giùm em, lập thể ngố. 85.000 mua mặt cho nó sướng. Rẻ bèo luôn. Như người ta bán cho mấy chị là phải 115.25. Mắt hôm nay phải 30.000, 30-40.000 một bộ á. Giá cao mai phải 30-40.000 một bộ á. Lập thể. Lập thể có màu xanh này, màu hồng này, màu vàng, màu cam này. Mở ra luôn. Màu cam nè. Lấy đủ màu đi nè. Màu vàng. 4 màu, lập thể có 4 màu. Lập thể nó có 4 màu. Lập thể nó có 4 màu nha. Đó còn lập thể bao nhiêu form, bao nhiêu ký. Lập thể này dưới 60kg vừa thôi cả nhà. Con này lập thể dưới 60kg vừa nè. Rồi lập thể này nè, đủ màu. Ê chết cha cho nãy giờ em giá như vậy. Chết luôn. 85 à. Mới có Thảo Vy rồi. À vậy hả? Trời ơi, hơn. Cho máy số điện thoại Hoàng Võ ơi. Sửa giá lại nha, 85. 4 màu cho mai nè, con này cho mai màu vàng nè. Con này cho mai màu vàng nha, màu vàng. Quần có túi hết. Phơm là quần là bao thoải mái luôn. 60 tiếng quay đầu vừa cho mai màu vàng. Con này cho mai màu cam. Mã này cho mai màu xanh. Con này cho mai màu hồng. Nó giống giống nhau mà, không khác gì nhiều đâu. Ok rồi. Anna đủ màu. Gấu Vy là mẫu gấu hả chị? Đúng rồi, gấu 145. Nana hồng, hồng nè, vàng nè, cam, xanh đây. Rồi Nana đủ hồng. Xanh lập thể chị Cao Thanh Vân. Lập thể xanh chị Cao Thanh Vân. Vàng lập thể Ngọc Xuân Huỳnh. Vàng lập thể Ngọc Xuân Huỳnh. Dạ không, em có đùi chị, đùi ngố à. Em có quần ngố à. Lập thể vàng Thúy Hồng. Lập thể vàng Thúy Hồng. Cam. Cam xanh cho Huyền Sushi. Xanh Huyền Sushi. Huyền Sushi đủ màu luôn. Vậy đó cho bạn đủ màu, màu thêm màu hồng nữa. Với cam có gòi màu vàng. Đâu? Vàng, xanh, cam, còn hồng hả? Hồng nè. Rồi cột riêng rồi thì sushi cái đi. 4 cái. Đó là khó phải lựa. Xanh vàng chịu thấy chứ nhân vỏ. Xanh nè. Vàng. Vàng. Xanh vàng hỏi chứ vỏ này cam. Vàng nè. Hỏi chứ vỏ xanh vàng. Hồng phương vàng. Hồng phương vàng. Hồng phương có vàng, thủy sư đụng màu ok. Chị Hà Tăng xanh. Hà Tăng xanh. Có xanh chị Hà Tăng. Dạ 85.000 à chị. Ngố giùm em. Thêm cam cho chị Cao Thanh Vân. Chị Thanh Vân thêm cam. Mấy còn màu hồng. Ủa mấy còn màu hồng. Cái màu là màu gì? Cái da. Màu hồng, màu cam. Hồng. Cam. 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 Còn hồng với cam hai màu à cả nhà ơi. Mấy con hồng với cam hai màu à. Thì xuống sẽ thêm cam nha. Hết xanh rồi. Thì sẽ thêm cam nè. Thanh Vân thêm cam rồi. Ngân Quỳnh cam. Để lên. Nhân Mỹ Nhân cam. Hôn Alice cam. Ý nói Trần Hồng với cam. Ý nói Trần Hồng cam hai màu. Ê cho chị mở thun ở đây đi. Cái thùng thun. Không được. Cái gì chị còn phụ cho. Chị Ý nói Trần Hồng cam nè. Cam.
Mai có màu hồng và chị Hà Huỳnh nó hết cam rồi. Bộ em mặc hết rồi chị yêu ơi. Chị lên trễ hồi em mặc hết rồi. Ngày mai chị tính mail cho Hiền Sushi đi nè, em hết cam rồi ạ. Em Mai còn màu hồng thôi, hello Phan Loan nha. Em còn nhiều họa tiết lắm, rất là nhiều. Cả trăm họa, ủa không phải trăm thì nó quá. 85.000 dưới 60kg vừa cho Mai có form 65 nữa nhưng mà tùy mẫu ha. Rồi Mai còn con này màu hồng cho Mai đi. Màu hồng, Mai còn màu hồng đẹp lắm. Quần có túi cho Mai nha, form quần là bao thoải mái luôn. Đây, dáng ngố đẹp lắm nha. Nè, con này nha Mai nè, Mai còn màu hồng thôi ạ. Bộ Mai mặc hết rồi. Đây, cái dáng nè, bộ em mặc là 40-60 vừa nè mấy chị, cổ hai lá. Trời ơi, đẹp lắm luôn. 85.000 thôi, không ai bán giá này đâu. Không ai bán giá này mọi người đâu. Chỉ có em Mai bán cái này thôi. Cho nó khách chốt rồi á. Dạ rồi, hồng dùm em, Hồ Bích Đào hồng, Minh Thư hồng. Chị Hà Ngọc có lấy hồng không chị? Mấy còn bộ hồng, Hà Huỳnh hồng. Cho ông nghĩa trứng quần áo nha. Ban ngày trứng gà rồi, ban đêm trứng quần áo nha. Ông nghĩa ha. Rồi em hết bộ lập thể nha. Ôi bộ tim kìa. Cam. Vì suy là thêm màu cam, hết xanh. Thêm đúng không? Ừ, thêm cam, hết xanh. Những mỹ nhân cam đó, ừ. Bộ hồng nè. Chua Thảo Cát ơi, chua, đơn sau chua đi. Ok, bộ tim em còn màu này nè. Chị Mai ơi. Tim em còn màu này nè. Tim em còn màu kem, màu đen, tim đen. Tim đen nha, tim may mặc còn màu đen. Nè cả nhà, tim còn màu đen nè. Dây nó cột, nó giấu đâu hay thì cứ chưa. 85 nghìn cho em. Lụa hàng sale sịn. Chị em lấy bộ có lần hồng mà chị em gửi đi chị. Em lấy bộ không hay chị. 40-60 vừa. Trời ơi, đẹp chưa. Kem đây nhanh nè. Hai cho Huyền. Quên, cột không dùm hai cột luôn đi. Rồi chốt giùm em. Kem đi cả nhà. Chị Hà Ngọc. Trúc Giang nè, hết nha. Còn nhiều mã lắm cả nhà ơi, bình tĩnh. Em mỗi mã em có mấy cái à. Mỗi mã em có mấy cái à cả nhà. Đỏ là đỏ nào, đỏ mấy mặt hết rồi. Đỏ mặt lên kiểu hết rồi mỗi bộ. Mọi người thấy không, mỗi màu có mấy bộ, không có nhiều đâu. Rồi em đem mai hết nha Hoàng Võ ơi, em chưa có số điện thoại của mình. Thảo Cát ơi, đơn trước do dịch đó, mình đi không có được. Để ráng vài ngày để mà coi đi được, mai đi đơn luôn, đơn cũ và đơn mới ha. Em thấy là Huỳnh ơi, không có dài Linh Thi. Khoác mai còn khoác hồi nãy 62kg vừa đó chị Sang Nguyễn. Bên này cho mai màu xanh. 40-60kg vừa cho em mã xanh. Xanh cho mai dạng ngố. Đẹp lắm. À, hồi chiều em có thấy form 65kg nữa nhưng mà nó là mẫu nào á, có đánh số hay sao á. Xanh cho Mai à. Xanh cho Mai, Hoàng Võ lấy xanh cho Mai kèm số hả chị ơi. Hoàng Võ lấy xanh này, xếp ngố cho Mai nha, xếp đường ngố. Hoàng Võ có xanh nè. Hoàng Võ có xanh. 85.000 một bộ dưới 60kg vừa, xanh Hồ Bích Đào. Xanh Trúc Giang. Xanh Phan Loan. Xanh Nho Huyền. Hết xanh. Chưa. Hoàng Võ có nhà lấy hả? Ok. Rồi qua lấy. Qua lấy, có biết địa chỉ nhà Mai chưa Hoàng Võ ơi? Chưa thì nhắn tin cho Mai nha, để Mai nhắn địa chỉ qua cho mình ha. Cái dưới đó có phải quần của mình không? Giống không? Ở cái đen trên kìa, cái dưới màu hồng á. Giống không ta? À bạn hả, vậy lo nó xuống. Rồi con này cho Mai với chị.
Con này là 60-62kg vừa. Con này cho em là con này 60-62kg vừa nè. Mã này cho Mai mã trắng chữ đi. Trắng chữ cho Mai, trắng chữ. Con này cho Mai 60-62kg vừa nha. Trắng chữ giùm em. Bao đẹp luôn ạ. 40-62 vừa cho Mai trắng chữ. Trắng chữ Phan Lan, trắng chữ Nana. Trắng chữ cho Trúc Giang, Huệ Sĩ Nhân Võ, chị Cao Thanh Thùy, Thảo Thảo hết, Bảo Trương Bảo Ngọc hết. Chú cha tao nói mặc cái bộ này nó mát cực kỳ, mát cực kỳ luôn á. À Thảo Cát quên, em nói với chị là cái màu xanh với cái màu hồng chị chốt á, nó có màu xanh với màu hồng khác nha. Nó có màu xanh với màu hồng khác chị ơi. Để em chút xíu em lên. Có một kiểu một à. Tại vì hàng này hàng sale á, nó một kiểu một à. Cho nên hả, Mai về Mai, cho nên nó được giá rẻ như vậy. Nhưng mà cái này mặc đã lắm, mặc mát lắm. Mặc rất là thích. Mai nói thiệt nha, mấy chị mua bộ này rồi cái vài tháng sau mấy chị quay lại hỏi, chị hỏi Mai, Mai ơi còn bộ như thế này không, là Mai không còn hàng nữa. Có rất là nhiều chị luôn á quay lại hỏi Mai, Mai ơi còn lụa không, còn hàng ở đâu mà sale. Lúc đó nó ra cái khác rồi, bây giờ mua 2-3 bộ 3-4 bộ về mặc cho nó sướng đi. Thiệt rẻ mà, rẻ mà đẹp nữa, bao xịn sò luôn. Trời ơi, bộ lụa mà 85.000 không đủ tiền vải mà may nữa. Không đủ tiền may vải nó thật sự luôn á. Thì này ôm lô á, ôm lô sale nè. Con này cho Mai lan đen nha. Lan đen này dưới 60kg cho Mai thôi. Chỗ nó đẹp, nhúc cái nách. Ngố mà còn lụa mà còn rẻ nữa. Lan đen cho Mai mẫu mới nữa, hai lá luôn, 85.000 cho Mai lan đen. Lan đen 2 cho Huyền nè. Chốt nhanh nha cả nhà. Bao ghiền 85.000 thôi. Kiểu gì cũng rẻ hết. Nana đen. Đợt trước có màu xanh biển, con này đợt này là đợt màu xanh đậu nha. Đợt này màu xanh đậu. Xíu nữa em lên Nhóc Heo Ma lấy đen nè, cho chị xin lại số nha Nhóc Heo Ma. Nhóc Heo Ma lấy đen thì Ma xin lại số nha. Chip hả? Chip đây một set 10 cái 90.000. Chip này là 48-65-67kg vừa nha. Còn có vài ít à, hết rồi. Chip này là từ 48 cho tới 65 cho 7kg vừa giùm Mai nè. Chip su, hai bên viền ren. Ở bên đây là không có đường may nha. Nó không có đường may. Mặc lên nó không có bị thấy phơm mông ha. Ok Thảo Cát. Y đơn Trần Hằng. Trần Hằng 415 đúng không? Trần Hằng 415 đúng không? Lan đen cho Linh Kiều. Lan đen Nhóc Heo Ma. Ai quăng rồi hả? Vậy là còn 2 set. Còn 2 set lan đen. Chip là 1 set 10 cái. Lưng cao em. Chip lưng đang mặt này. Chip lưng cao vừa ấy. Con này lưng cao vừa á. Su co giãn. Chất su là mặt siêu mát nha. Su nha, su giãn nè. Con này xịn lắm. Ra ngoài mua là tầm 25-27 nghìn cái á. 10 màu giùm Mai, đủ màu. Một set 10 cái đủ màu 90.000 một set. Một set 10 cái đủ màu 90.000 một set giùm Mai nè. Đủ màu ha. Rồi, Diệu Hiền một set nè. Phan Lan 2. Anh Thư 1. Ngân Quỳnh 1. Chị Hạnh Lê thêm 1. Minh Thư thêm 1. Cái số xếp chip nữa mà. Có đồ bộ thể thao không chị? Đồ bộ thể thao hả? Rồi Lan mới còn 2 bộ. Lan cho Mai 40-60kg vừa. Lan mới còn 2 bộ ạ.
có em. Quần dài mẫu gấu chị có. Quần dài mẫu gấu chị đăng hình có nha. Rồi con này cho Mai lan đen, ngố giùm Mai. 85.000 bộ thôi. 85.000 cho Mai một set bộ. Một set bộ lụa hàng. Lụa hàng ngố đang mặc 85. Mai đang còn hai bộ nè. Rồi mã này cho Mai đen chữ. Đen chữ Gucci trái tim. Đen chữ Gucci trái tim. Rồi form này cho Mai nha. 62-63 ký vừa. 62-63 ký quay đầu vừa. Ba con này nè. Cổ hai lá. Dễ thương lắm. Cổ hai lá. Mẫu này rất là đẹp luôn. Nói chung là Mai kỹ lắm cả nhà ơi. Đẹp lắm. Rồi lụa hàng không nhân cho Mai nha. Xếp thiết kế. Chốt Mai con này đen chữ. Đen chữ cho Mai con này. 85.000 một bộ thôi. Trời ơi, nó để mà đẹp, mua về mặc cho nó sướng. Thiệt. Đen chữ cho Minh Thư. Đen chữ Bảo Trân Bảo Ngọc. Chị Huệ Chí Nhân Võ. Chị Cao Thanh Vân. Hai cho Huyền. À còn một. Rồi còn một cho Hà Ngọc. Con này đẹp á, con này màu. Chị nào mà thích hoa hoa. Hoa hoa bông bông. Hai màu hả? Rồi lên hai màu luôn đi. Lên lần hai màu với mấy người, mọi người đồ luôn nè. Ba màu luôn. Ngọc, biển và da. Ui con này đẹp. Con này đẹp nhé. Cái màu của nó nhẹ nhàng dễ thương lắm chị Hoa nè. Trời ơi, sang ghê chưa. 60-62 lại vừa giúp em. Chơi 40 và dưới 60kg đồ lại. 60kg đồ lại thôi. Rồi 40-60kg vừa con này cho Mai nha. Con này cho Mai là màu ngọc. Màu đẹp quá à. Thiệt á. Màu đẹp quá à. Phải không? Phải đó không? Màu ngọc nè. Màu kem nè. Màu da nè. Rồi màu xanh biển nè. Và màu vàng. 4 màu luôn. Nào đây 4 màu luôn ha. Con này màu hồng đúng hơn chứ. Màu vàng để dưới chân á. Còn chỗ nào đâu để. Con này màu hồng chứ. Mã này cho màu hồng đi chứ. Màu hồng, màu xanh gì cũng được. Xanh biển hay là hồng gì cũng được ha. 85.000 à chị yêu ơi. Con này 85.000 cho Mai thôi. Cái hoa nó được. Sang cực kỳ nha. Trời ơi chị cũng nổi luôn á. Màu da nè. Màu vàng. Nó lấy 4 màu luôn nè. Vàng nè. Màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp. Nana 4 màu. 1 2 3 Ngọc. 4 màu Nana 85.000 dùm em thôi. 85.000. 85.000 cho em Mai ạ. À. Màu ngọc chị Huyền Trân. Huyền Trân có ngọc. Phan Loan hồng. Phan Loan có hồng. Nhóc heo ma xanh. Xanh gì em? Miêu Lan Vương Hồng. Xanh gì mất nhóc heo ma ơi. Miêu Lan Vương Hồng. Xanh biển chị Cao Thanh Vân. Xanh biển là nó luôn nha, là hồng luôn. Màu da chị Huyền Trân. Trời ơi con bi này. Linh Nguyễn xanh biển nè. Phan Loan Ngọc. Ủa này ai chưa có màu gì ta? Nhóc heo ma. Nhóc heo ma xanh biển. Hai đủ màu cho Na. Na hai đủ màu nè. Vàng 2 nè. Da 2 nè. Xanh cho lại cho ta. Xanh. Xanh cho Huyền nè. Nịnh. Cái năng. Không cái này của Huyền. Này chị để giấy. Em lột ra bỏ đây nè. Hello Vi Nguyễn.
Nè của Huyền nè. Rồi còn da còn hồng. Trúc Giang. Vi Nguyễn Hồng nè. Vi Nguyễn Hồng còn da Trúc Giang ơi. Còn da thôi Trúc Giang ơi. Còn màu da thôi à. Thấy da được không? Để chị bịch đi. Cuối lời của tôi cứng bụng quá. Thi Long Mai Quỳnh. Vi Nguyễn Hồng. Còn màu da nha. Mấy con màu da thôi ạ. À. Da cho Phan Loan. Ok Phan Loan có da. Lụa đây mặc sướng lắm. Thật. Phúc đi chắc hết. Da Phan Loan hết nha, mẫu đi hết. Mẫu đây mai hết rồi. Rồi mẫu này có 3 màu hả? 2 màu. 2 màu đen và xanh. Mẫu này có 2 màu đen và xanh. Màu xanh rêu nè. Rất ngọc nha Linh ơi, Linh có lấy bộ đó không Linh? Đi nguyện hết rồi, hết ngọc rồi em ơi. Chốt màu nào chốt, chắc chị màu hồng đẹp muốn chết. À màu xanh biển của em đẹp quá à. Màu xanh biển của em đẹp lắm luôn á. 62kg đồ lại vừa cho Mai nha. Form này 40-62, 63kg quay đầu vừa nè. Xanh rêu nè. Trời ơi. Xanh rêu và đen. Ok ok Mai Quỳnh. Xanh rêu màu đen cho Mai hai màu. Ôi trời má ơi thiệt. 85 xị thôi. Nana 2 nè. Rồi gặp không ha. Nana 2 hoàng vỏ rêu. Nhắn qua cho Mai, Mai nhắn thì chị qua lấy nha. Chị Vân Nga một đen một xanh. Vân Nga một đen một xanh ok chị. Chị Phương Tuyền xanh. Phan Lan xanh. Chút da hết hồng rồi. Huyền. Ôi chết cha. Hết rêu rồi Huyền ơi. Còn đen à. Còn đen nha bé. Áo hết rồi. Còn đen nha, màu đen đẹp mà. Đen dễ bán này. Còn đen màu nó ít à, không có nhiều. Còn đen à. Đen 2 cho Huyền nè. Rồi còn một đen nữa hết nha. Thảo Thảo hết rêu rồi, còn màu đen. Không có dài, có ngố, ngố đang hot nè. Trời ơi, ngố người ta săn hàng muốn đỏ con mắt luôn á. Vi Nguyễn đen nè. Giờ mới về nè, giờ mới có nè, hàng độc quyền luôn. Mọi người mua like mọi người ít thấy lắm. Mà có thấy đi chăng nữa thì tầm giá là phải 99.000 trở lên nha. Không phải bán giá này đâu. Đen nè. Ở đây có hai màu, trắng đen luôn. Đưa chị. Ở đây có hai màu trắng và đen cho Mai luôn à. Mấy chị ơi, cơ màu kia chưa có, chốt màu này giùm em đi. Hàng này em đã sale rồi nha. Mọi người chốt chắc giùm em, ngày mai đừng có xả đổi màu nha. Mai đừng có xả giùm Mai. Với lại form này mặc thoải mái, Mai đã 3 số ký cho mấy chị rồi á. Form này thoải mái lắm. Form này là bé nhân viên nhà Mai 62kg, mà Mai bán 60kg á. Rất là đẹp nè, trắng 40-60kg vừa dùm em. 40-60kg vừa, hai màu trắng và đen. Hai màu da na nè. Vậy là chưa chốt màu đen hồi nãy được. Chốt màu đen này cho Mai đi à. Đen chữ mà nó lạ lạ ha. Kiểu hơi xíu. Lạ lạ xíu. Na hai màu nè. Trắng đi cho Mai, đổ quế trắng ok. Hai màu trắng và đen quần ngố. Quần là có túi mà Mai túi sâu cho mình luôn á. Con này xịn sò nè. Cũng là ba thoải mái có túi túi sâu cho mình luôn nha mấy chị nha. May túi kỹ lắm, may túi rất là sâu. Huyền hai màu đen trắng nè. Rồi còn một trắng. Ôi, còn trắng còn đen, còn đủ màu ha. Rồi trắng đen cho Mai 85.000. Mua thử 1-2 bộ, 2-3 bộ về mặt đi. Mai mốt quay lại Mai không có hàng nữa đâu bán đâu. Hàng này hàng trong nó đang thạch xả thanh lý á. Hết rồi. Dạ không, mẫu chú không có đen chị Hào Quỳnh ơi. Mẫu chú chẳng có đen nha Hào Quỳnh. Đen nãy Vi có. Vi có một cái hồng hoa, một cái đen. Ngọc ngọc trắng đen hai màu, ok bé nè. Ngọc ngọc trắng đen hai màu nè. Đẹp lắm, 85 thôi cả nhà. 85.000 cho em thôi.
chị lên khoác rồi. Đen trước bảo cho Bảo Ngọc không có luôn. Đen trước bảo cho Bảo Ngọc không có luôn nha chị nha, không có luôn rồi. Rồi em ơi, còn đen đen trưởng, chị lấy đen này đi, trắng cho Vi nè, rồi trắng cho Vi Nguyễn. Phát chị lên rồi, em bé con lực được phát gân á, gân Adidas viền sọc thể thao. Chị Hà Huỳnh trắng. Hà Huỳnh trắng. Hồ Bích Đào trắng. Pha cái gì? Thảo Thảo trắng. Thúy An đâu rồi Bích Đào ơi? Thúy An đâu rồi? Mấy bộ này là gu Thúy An nè. Con này là vải lụa hàng giùm em. Vải lụa hàng giùm em ai ạ? Ủa còn màu vàng đó hả? Ủa. Trời ơi, cái bộ bông này còn vàng đẹp quá trời. Con này cho Mai lụa hàng. Bộ bông này còn vàng đẹp quá trời. Như là có ai chút vàng đúng không ta? Tủ vàng hết không à. Cái con hoa này nè, hoa này còn vàng nè. 46 kg vừa dùm em nha. Con hoa xích vàng nè. Hoa xích vàng đẹp quá trời nè. Vàng Trúc Giang, vàng như Phan Loan. Rồi hết vàng. Đợi một chút, đi nhắn chưa Hà Ngọc. Chậm một bước Hà Ngọc ơi. Hết vàng rồi. Có hai bộ à. Bộ nào ta? Này. Màu đỏ mà. Ồ. Oh. Wow. Wow, đỏ xanh. Đỏ và xanh đen. Đỏ và xanh đen cho em Mai nha. Em nói công nhận là mặc cái bộ này thoải mái thiệt luôn á. Cái này mặc chắc tới lúc mà bầu 8 tháng được luôn nè. Con này mặc tới bầu 8 tháng được luôn nè. Xanh đen và đỏ đô. 40-60kg vừa dùm em nha. Xanh đen đỏ đô dùm em. Xanh đen đỏ đô. 40-60kg đầu vừa. Đỏ đô xanh đen giùm Mai. 85.000. Xanh đen cho Hoàng Võ. Xanh đen chị Vân Nga. Đỏ Bích Hạnh Trần. Màu nâu hả? Nâu hai là cái nào vậy? Hai nha, màu cho Nana nè. Màu đỏ hả? Ngân Quỳnh xanh đen. Phương Tuyền xanh. Mai hết xanh, Mai còn màu đỏ. Cao Thanh Thủy em hết. Thuyền. Hoàng Oanh đỏ. Rồi Mai hết rồi. Rồi có mấy màu. Một màu. Đen eo vì. Đen chủ eo vì giùm em nha. Mai hết nha cả nhà ơi, trời ơi quá trời. Đen eo vì nè. Hôm nay cho Mai là 60-62kg loại vừa. Con này là 62kg vừa nè. 62kg 55 trở lên á. Mai hết rồi ạ. Đây em về chị Huệ cho Nhân Võ. Em về cho Huỳnh Như. Em về chị Cao Thanh Thùy. Em về chị Vân Nga. Chị Bích Hạnh Trần. Rồi Mai hết ạ. Đây là màu khác, là màu đen bị trùng rồi đấy. Đây chị hoa hồng ấy. Ngay chỗ tay em luôn á. Cái hoa hồng, ờ. Hoa hồng. Hai màu nha, hoa hồng có hai màu. À vậy hả? Ôi cái màu này còn nè. Màu nâu này em còn nè. Hình như cái màu nâu này khác đúng không? À trời ơi, tao bị khùng. Cái này. Trời ơi.
rồi, ngồi vậy nó. Mã này nó có hai màu nha, màu kem và màu bò. Quả hồng kem, quả hồng bò giùm em. Quả hồng kem, quả hồng bò, đỏ đô chữ, chị có hôm mai bỏ cho bọn Ngọc, dạ không. Chị Mai luôn chiếc chưa lên rồi, Duyên Trần. Em vì Mai hát nha. Và nó xịn quá à, lụa hàng mà Mai hay bán đó cả nhà. Đen chữ, bỏ cho bọn Ngọc chưa có. Nha. 62kg vừa, hôm nay cho em Mai 62kg vừa màu kem. Con này Mai màu kem nha. Con này Mai màu bò, màu kem có 2 bộ à. Màu kem màu bò thì Mai nè. Quá hồng. Kem và bò 2 màu ạ. Rồi. Ai đây? Kem cho Minh Thư nè. Bò chị Bích Hạnh Trần. Huyền kem bò 2 là một kem một bò. Hay là sao? Kem bò 2 là sao? Trời, chưa bao giờ mà thấy cái lô nào mà rẻ như lô này luôn, thiệt á. Mừng rớt nước mắt. Chốt được nó rồi là mừng rớt nước mắt luôn á. Huyền nè, kem bò là chốt cho một màu một trước ha. Còn bên hai không hiểu. À, mỗi màu một đúng không? Thao la hết kem rồi, còn bò Phan Lan ơi. Lộ mặt siêu mát luôn nha, cái quần này mấy chị. Em nói mấy chị nè, em bầu và mặc thoải mái cực kỳ luôn á thiệt. Ngồi thoải mái lắm. Con này nè, nó may phơm quần thoải mái chứ không phải là như những cái hàng khác đâu. Hàng Châu này may cực kỳ chuẩn phơm luôn á. Nhiều hàng á, nhiều hàng áo to mà quần nhỏ. Thực sự luôn. Còn cái con này nè, quần là thoải mái. Cho em con này mà bò chứ, bò bò à. Bò bò đẹp quá nè. Bò đẹp quá nè cả nhà ơi. Bò cho em Mai nha. Mai còn bò. Rồi chính là lấy cơm lên mà bò giùm em. Cơm này xinh, 85 ngàn có con ơi. 85 ngàn. 85 ngàn xếp 40 tí 60, 62 vừa. Phương tiền bò. Cho chị bệnh gọi. Cho mối bệnh luôn đi. Bò cho Vi Nguyễn. Không, em đổ bịch hết. Bò chị Hà Ngọc. Hết à. Rồi gu xì này. Đưa lên cho chị hết luôn đi. Màu xanh này đẹp quá à. Xanh này đẹp quá cả nhà. Xanh đen. Xanh này xanh đen, đỏ và ngọc. Xanh làm gì vậy? Quậy. Ôi đùa. Có hai người. Có hai người hả? Đúng qua tới giờ. Thiên lên đi rồi cho đau cái vai nha. Nhiều à. Có động lực không đau đâu. Kem là hàng chị Mai. Kem là màu lọt. Nè, xanh chút Mai xanh gì? Xanh dương nè. Xanh đen. Xanh đen gu xì. Hoa này thì lên trẻ trung ha. Chữ gu xì. Màu đỏ. Và màu ngọc. Chốt ngọc. Xanh đen và đỏ vậy Mai nha. Hoàng Anh xanh đen đúng không? Xanh đen Hoàng Anh nè. Diệu Hiền xanh đen. Diệu Hiền xanh đen. Hồ Bích Trà xanh ngọc. Đỗ Quế Ngọc. Xanh đen đỏ xanh ngọc 3 màu. Xanh đen lên trắng da. Con này lên nó tôn da lắm nè. Da cỡ nào cũng lên được bất chấp hết nè. Con này lên tôn da lắm mấy chị. Xanh đen chị Hà Tăng. Xanh đen xanh ngọc. Có đồ bộ thun dài. Cái này còn có 2-3 mã nữa hết rồi.
Thanh Ngọc dùm Mai. Trời ơi, 60-62kg quay đầu người nha. Con này cho Mai 60-62kg loại vừa với Mai con này. Đẹp lắm, đẹp lắm, 85.000 thôi, 85.000 một bộ thôi. Lộ hàng quần ngố có túi, thay vì mấy chị không mặc đùi ở nhà thì mấy chị mặc ngố. Nguyễn Ngọc Mai mặc dài nó nóng nực thì mình mặc ngố cho nó mát. Ngọc Mai xanh ngọc, ok chị. Chốt giùm em ngọc đỏ xanh đen ba màu, xanh ngọc chị Vương Mỹ Phụng, ok chị yêu. Ba màu nha, xanh ngọc, xanh đỏ, đỏ và xanh đen. Trên 40 và dưới 62 cái quay đầu vừa. Xanh đen cho Hồng Thảo. Chị có hồng bò không Mai? Chị có hồng gì chị? Bò hả? Màu bò hả chị? Em thấy chị có màu đen chữ với màu bò hả chị Hà Ngọc? Em có chị màu màu, em thấy chị có màu đen, màu bò với màu đen chữ á. Chị có 3 bộ. Rồi xanh đen Mai hết. Mấy màu đỏ với ngọc hai màu, màu đỏ nè. Ok quanh nha. 62 cái đầu người với Mai mấy chị 85.000. Rồi màu đỏ nha con này. Chút mấy con này mã đỏ. 85.000 mã đỏ nha em. Còn mấy mã mới lên hết luôn nha. Còn mấy mã thôi là hết rồi. Xong hay qua đồ thun. Rồi đen Gucci. Đen Gucci 40-60kg vừa. 40-60kg vừa em đen Gucci. Xếp ngố giùm Mai. Xếp quần ngố hè bao lộ lụa. Rất là siêu xịn luôn. Đen 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 cũng xì giùm Mai mấy chị. Cái máy này mà đen 40-60kg vừa. Rồi đen giùm em nha, đen cổ hai lá giống như bọn em mặc nè. Đen chị Nguyễn Hậu 85.000 thôi ạ. Nguyễn Hậu đen Bi Ben gấu con đen. Đen chữ Gucci là đơn giản ha. Lụa mát lắm, mặc lụa rất là mát. Yên tâm nha, đen cho Giơ Tinh Nguyễn nè. Còn hai bộ đen cuối cùng 85.000 set giùm em. Cái bộ đăng hình hả? Chị mới lên cái bộ gấu à. Còn là bộ gấu mà, còn mấy mã kia chưa lên, chuẩn bị lên đó em. Xong mấy mã này lên gấu nè, lên đồ này kia nè. Mọi mặc hết rồi chị yêu ơi. Mà mặc hết từ đầu like rồi. À trắng loan giùm Mai nha. Con trắng loan này đẹp. Trắng loan giùm Mai nè. Trời ơi, màu này đẹp quá à. Con này trắng loan giùm em mấy chị nha, trắng loan. Trắng loan giùm Mai nha. Siêu hot luôn. 40-60kg vừa. Chốt cho Mai mã trắng loan. Nana Phan Loan Nguyễn Hậu chị Ngọc Mai 40-60kg đồ lại vừa giúp em. Lụa hàng rất là mát, mặc siêu mát luôn. Mà thay vì mình không mặc đùi mình mặc ngố. Mặc ngố cho Mai nha, mặc ở nhà vừa lịch sự và vừa thoải mái nữa. Con này nè, quần là may ở đây may kỹ lắm. Nhà này may túi sâu nè, đừng điện thoại nha. Hết điện thoại luôn á. Set chip Mai còn tầm 10 set nha. Có ai đấy set chip thì comment giúp Mai set chip 90.000 set thôi. Nè, nói cho mấy chị nha, lúc cái điện thoại luôn á. May túi sâu lắm, không phải may túi cạn như mấy hàng kia đâu. Nói chung là nhà này em chấm là 10 điểm. Giá thành rẻ, chất lượng, may kỹ, đẹp. 85.000 sách cho em thôi. Con gì em hút hết. Mới được giá rẻ nha. Chị mua ngoài không được giá này đâu.
Trắng loan mới còn. Trắng loan mới còn nha, 40-60kg vừa. Trắng loan đẹp quá. Ờ, chắc hốt bộ này mặc quá. Tại giờ em hốt 3 bộ đó. Xếp tỉnh là đồng giá 30. Mua ít cũng 30, mua nhiều cũng 30 nha. Mua nhiều là thường phí của nó là 45-50 ngàn, 60 ngàn cũng có đó. Nhưng mà máy tính đồng giá cho mấy chị 30, có gì mày phụ ship cho cả nhà đồng giá 30 hết. Trắng loan cho bằng ngô. Số 2-3kg rồi bé ơi, trừ hao còn số 2-3kg à. Trắng loan bằng ngô ok nè, còn 3 bộ trắng loan nữa hết nha. Bây giờ em hút 3 bộ đó. Mặc cái này nó mát, mặc nó hồi đẻ luôn. Trắng loan cho Bảo Bảo 85 ngàn. Ngố là mặc ở nhà sướng nhất. Ở nhà mặc ngố là sướng nhất. 85 ngàn cho Mai nha. Sát giống Mai mặc 85 ngàn. Mai còn đúng 2 bộ trắng loan cuối cùng. À xích chip đây chị. Chip cho Mai là trên 48kg nha, dưới 48kg rộng. Chip là 48-65-67kg vừa. Con này sẽ to. Con này cho em sẽ to nha. Trên 48kg cho em ở đây viền ren nè. Cái đường viền ren Mai chị của nó rất là nó kỹ lắm. Nó may kỹ lắm cho mấy chị mặc không sợ bị rách đâu. Thật sự luôn. Có nhiều cái chiếc mặc thời gian bị rách nè. Đường may đáy nè. Đường may đáy cho Mai nha. Rồi đường bên hông nè. Nói chung là nó mắc sổ rất là kỹ. Chiếc su dùm em. Con này cho Mai là chiếc su nha. Chiếc su trên 48 và dưới 65-67kg vừa nè. Mông này là mông mà cỡ 5 lứa vô cũng vừa đó mấy chị. Con này nè. Con này là size to siêu co giãn nha. Một set cho Mai là 10 cái. Một set cho Mai 10 cái 90 ngàn một set. Tính ra 9.000 cái à. Một set 10 cái cho Mai nè. Đủ màu. Mai còn tầm 10 set đây hết rồi. Đủ màu giùm em nha. Set 10 cái đủ màu như thế này. Đủ màu nha cả nhà. Đủ màu 10 cái 10 màu. 90.000 set giùm em. Mặc sướng lắm. Em đang mặc à. Nó không có ngứa cái. Không có chịu như là cái hàng hàng ren đâu. Ngọc Ngọc một set ha. Phan Lê một set. Chip ngô bằng ngô một set nè. Chị Ngọc Mai lấy sách này đi, 48-65kg vừa em. Ngọc Mai một set, ok chị. 90 cho em thôi. Hàng này là siêu hiếm luôn á. Linh Nguyễn một set nè. Set này là siêu hiếm luôn á cả nhà. Chị Nguyễn Hậu một set. Một á. Mấy chị nào mà bán hàng á, lấy cái này về bán sướng lắm. Mà mắc không ít nè, không có nhiều. Còn mấy set hết rồi. Còn đúng 10 set cuối cùng. Còn đúng 10 set cuối cùng nha. 10 set đó chắc để cho khách chốt ở trong tin nhắn đó mà. Chị Phạm Thu Gắm một set ok chị yêu nè. Rồi, còn mấy mã nữa. Qua đây hết đi. Rồi qua mấy cục đó qua đây sắp lót cho chị đi. Coi cái trống cái chỗ đó em làm. Ok. Chỗ có hoa trà đó kìa. Bây giờ thấy hoa là khoái người ta. Chị bạn luôn gấp một set ok chị. Tiếp theo giùm Mai 85.000 nha. Đáng ráng giùm Mai còn vài mẫu, vài hoa nữa thôi là Mai qua hàng phun. Thun sale cũng có mà thun hàng nghiêm cũng có. Thun mấy bộ ở đây đăng hình á. Có hết nha. Bơm này cho em mấy chị ơi. 62kg loại vừa cho Mai mã vàng. Ổn rồi á. 62kg bắt đầu vừa con này cho em mã vàng. Vàng giùm Mai nha. Tới hồi mà về bán đắt hàng quá thì đừng có hỏi là chị Mai còn không nha. Vàng cho Mai vàng nè. Vàng họa tiết xinh nè. Vàng cho Mai 90. Vàng cho Phan Loan. Bộ gấu em còn chị Mỹ Hòa. Vàng Đỗ Quế, vàng Ngọc Ngọc. Phan Loan, Đỗ Quế, Ngọc Ngọc. Vàng chị Nguyễn Hậu. Vàng cho chị Ngọc Mai. Mai hết vàng ạ. Mai hết vàng.
Em hết vàng nha cả nhà, em hết vàng rồi. Tại xíu em mới lên gấu lại cho. Đen bông eo vì. Đen eo vì. Bà Ngô có xếp chip rồi chị, có xếp chip rồi nha. Rồi đen eo vì giùm Mai mấy chị ơi. 60-62 cái quay đầu vừa giúp em con này mã đen. 90.000 giùm Mai đen cho Bảo Bảo. Đen giùm Mai đen vốn eo vì. Huyền Trân em hết vàng rồi chị yêu ơi. Lụa mặt mát lắm. 85.000, ơ 90. Ủa 85 mà. Chết mẹ, nãy giờ 90 không hả? 85.000 bộ. Lộn giá. Anh lại không? Dạ, sửa ha. Tám mươi lăm ngàn bộ nha, 85.000 bộ gấu con đen. Không chị, mẫu này em chưa lên mà. Mẫu này em mai chưa lên mà chị Hành Trần. Huyền Trân hết vàng rồi chị ơi. Còn bộ vàng không hết vàng rồi. Ở đây hết màu vàng rồi, còn màu xanh, màu hồng. Cục đó của Huyền Sushi lấy chưa? Phải không? Ủa chưa bán, trời ơi. Coi còn sót cục nào ở đâu quá. Thấy không? Cái mẫu, em nãy em lên mẫu mới không mà, không có lặp lại mẫu cũ. Em mai chưa lặp lại mẫu cũ chị. Nè, mà đây cho em mai đen. Đây cho ba con này 40-60kg vừa đen giùm mai. 85.000 đen. Đen eo vì. Lụa hàng nha, siêu mát. 85.000 giùm em đen. Khang Quý chưa có đơn. Khang Quý chưa có đơn, Khang Quý ơi. Bộ gấu hả? Nãy mới lên rồi. Rồi con này cho Mai là mã hồng. Hồng kim cương. Hồng họa tiết kim cương nè, chị Mai lẹ đen. Hello chị ơi, Mai lẹ. Mai lẹ đen nè. Con này cho mã hồng, hồng 40-60 vừa. 60-62 cái bơi đầu vừa cho Mai hồng. 60-62 lại vừa, phơm này nó rộng hơn phơi mặt xíu nha. 60-62 cái bơi đầu vừa con này mã hồng giùm Mai. Hồng cho bà Bảo, hồng Phan Lan nè. Hồng giùm em. Hồng chị Vân Nghe, hồng chị Bích Hạnh Trần. Hồng cho Nguyễn Hậu. Nguyễn Hậu có hồng. Anh Lê Thiên Vương hết hồng rồi chị. Hôm nay mấy mai chỉnh mạng lại coi được đúng không cả nhà. Mình cho hết hồng rồi chị yêu ơi. Tanh đi nè. Còn lại mấy họa tiết hoa hoa không à. Tanh. Tanh này là màu xanh gì? Xanh đậu nha. Trời ơi cái màu này nó nhã nhặn. Cái màu này nhã nhặn mà nó xinh dễ sợ chứ. 40-60kg vừa cho em mã xanh. Xuất sắc luôn. Xanh cho Phan Loan nè. Xanh cho Mai nha. Xanh nha Mai, xanh hoa nè. Ây da. Ai rồi? Phan Loan, xanh. Ờ, chị Hà Ngọc xanh. Thanh Thảo xanh. Bích Hạnh xanh. Chị Nguyễn Hậu xanh. Trúc Giang hết xanh. Em thấy chị Hà Ngọc. Hà Ngọc có được không chị Hà Ngọc ơi? Trúc Giang hết nha. Nhạc vương xanh. Ban đê xanh tối. Mẫu vương nông. Mây tim ngồi thơm.
con này có hai à. Mã này cho em mai hồng. Dạ em về rồi, phúc gà tre ơi, 40-60kg vừa, con này cho em mã hồng. Chưa trên tay gơ, chuẩn bị lên nè, chuẩn bị lên nha. Con này cho em mã hồng, mã lắc hả chị? Mã lắc hả? Cái vừa con này cho em mã hồng. Màu hồng. Thả tiếp màu hồng giùm em nha. Phan Lan hồng. Cái này là mã hồng giùm em. Cho em 40 và dưới 60kg vừa. Đứng hoài hả? Thả thoát ra vô lại nha. Mọi người có được không? Hay là chỉ làm. Mọi người có được không ạ? Cả nhà có được không? Hồng giờ may 85k. Cho 40 dưới 60kg vừa. Ổn hả chị? Chị chắc do mạng nhà mình rồi. Mình qua 4G được không? Không coi được hả? Chị Thành Đô Gấp không coi được hả? Nha mọi người, nhảy vô lại like sau giùm ai nha. Dạ. Mọi người nhảy vô like sau lại giùm ai được không? Nhảy vô like sau lại giùm ai nha. Rồi nhảy vô lại like sau giùm ai, mai lên thung luôn nha. Rõ hả? Hay sao à? Rồi vô lại nha, vô lại nha, vô lại liền luôn á, vô lại live sau liền luôn nha cả nhà.